Xin chào bạn. Mình xin giới thiệu, mình là Hiền. Và ở trong video clip lần này thì mình sẽ cùng với các bạn tổng hợp lại toàn bộ ngữ pháp cũng như là cách chia thể của các mẫu câu ở ngữ pháp của N nặng. Hay, ok. Rồi, chúng ta sẽ không mất thời gian nữa, sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, với mẫu câu ngữ pháp cơ bản nhất của chúng ta chính là mẫu câu gì đó ạ? Mẫu câu khẳng định, đúng không nào? Chúng ta sẽ có mẫu câu khẳng định như sau. A và B this. A ở đây đóng vai trò là một chủ ngữ. B thì là mình sẽ coi nó là một vị ngữ. Đó. Thì câu này sẽ dịch là gì ạ? A là B. Chúng ta sẽ có những cái câu đơn giản khi mà gặp ai đó thì chúng ta sẽ giới thiệu như là tôi tên là Hiền, tôi năm nay 18 tuổi, tôi là sinh viên, tôi là người Việt Nam và tôi bao nhiêu tuổi các thứ vân vân vân, đúng không nào? Đó, thì khi này chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu ngữ pháp đơn giản này. Ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta có gì đấy. Watashi wa Betonamu jin desu. Tôi là người Việt Nam. Đúng không ạ? Hay là Watashi wa Hien desu. Tôi tên là Hiền. Ok không nào? Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến mẫu câu thứ hai. Có khẳng định rồi thì chúng ta sẽ phải có tương ứng với nó là phủ định, đúng không ạ? Vậy thì khi phủ định chúng ta sẽ chỉ cần thay đuôi desu ở câu khẳng định vừa rồi, thay vào đó là đuôi hai ja arimasen hoặc là dewa arimasen. Một trong hai cách nói này đều được mọi người nhá. Một trong hai cách nói này đều được. Và dĩ nhiên thì ja arimasen nó sẽ là cách nói suông xã hơn, còn dewa arimasen nó sẽ là cách nói trang trọng hơn một chút. Mọi người có thể lưu ý phần này. Được chưa nào? Mẫu câu thì sẽ là A và B deva arimasen hoặc là ja arimasen. Cách dịch thì rất là đơn giản thôi. A không phải là B. Đúng nào? Ví dụ này. Watashi wa Betonamu jin deva arimasen. Tôi không phải là người Việt Nam. Hay là câu ví dụ số 2 mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình, đó là ano hito wa kankoku jin ja arimasen. Người kia không phải là người Hàn Quốc. Được không? Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với mẫu câu thứ 3. Có câu khẳng định, câu phủ định rồi thì tương ứng với nó chúng ta sẽ có câu hỏi, đúng không nào? Và đối với dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ chia ra làm hai dạng câu hỏi. Các bạn có nhớ không ạ? Hai dạng câu hỏi đó là câu hỏi không có từ để hỏi và câu hỏi có từ để hỏi. Được chưa? Và ở trên màn hình các bạn nhìn thấy ở đây chính là cái dạng câu hỏi không có từ để hỏi. Nó có cấu trúc là gì ạ? A và B desu ka? A và B desu ka? A là B có phải không? Được chưa nào? Chúng ta nhìn ví dụ luôn này. Min san wa Betonamu jin desu ka? Desu ka? Nhớ là cái cá nó phải lên giọng một chút ở cuối câu để tạo thành câu hỏi mọi người nhá. Được chưa? Desu ka? Tức là anh Minh là người Việt Nam có phải không? Đó. Và chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Một là trả lời là gì ạ? Đúng, đúng không? Đúng. Và cái cách trả lời thứ hai là không phải, là sai, là phủ định. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng luôn hai cái mẫu câu khẳng định và phủ định vừa nãy chúng ta ôn tập ở bên trên để trả lời cho cái câu hỏi này. Ví dụ khi mà chúng ta trả lời khẳng định cái thông tin đó là đúng thì trước tiên chúng ta phải thêm hãy là vâng vào đã, đúng không? Hãy Betonamu jin desu. Đúng không nào? Vâng, tôi là người Việt Nam. Còn nếu mà không phải, chúng ta sẽ phủ định là Iie Betonamu jin ja arimasen. Không, tôi không phải là người Việt Nam. Hoặc có một cách trả lời thứ ba nữa là gì đấy mọi người? Một cách trả lời thứ ba nữa là chúng ta sẽ không sử dụng mẫu câu phủ định mà chúng ta sẽ đưa ra thông tin chính xác luôn. Ví dụ như là Iie watashi wa Nihonjin desu. Không, tôi là người Nhật cơ. Đúng không? Tôi là người Nhật. Đó, ok. Mọi người đã hình dung ra cái mẫu câu này chưa ạ? Rồi, vậy thì đây là mẫu câu hỏi không có từ để hỏi. Vậy mẫu câu hỏi có từ để hỏi sẽ như thế nào? Mình sẽ bổ sung thêm vào đây cho mọi người nhớ lại luôn nhé. Từ để hỏi là gì đã? Từ để hỏi chính là những cái từ như là bao nhiêu, khi nào, cái gì, ở đâu, vân vân. Thì đấy chính là những cái từ để hỏi. Và ở cái bài đầu tiên này hoặc là ở N5 này chúng ta có một số những cái từ để hỏi như nào, các bạn có nhớ không ạ?
nan đúng không? Như là nan sai chẳng hạn. Hay là iku da, hỏi tiền. Đúng chưa? Hay là doko. Đó. Vân vân. Thì đấy chính là những cái từ để hỏi. Được chưa nào? Vậy thì khi mà mình muốn hỏi cái câu hỏi có từ để hỏi thì mình sẽ hỏi như thế nào? Ví dụ bây giờ mình muốn hỏi là bạn bao nhiêu tuổi? Đúng không? Ví dụ mình sẽ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi rồi? Thì mình sẽ hỏi là anata wa. Đằng sau nó sẽ là từ để hỏi đúng không? Anata wa nansai desu ka? Nansai desu ka? Từ để hỏi cộng với desu ka? Được chưa nào? Anata wa nansai desu ka? Ví dụ như vậy. Trả lời thì mình trả lời bình thường thôi, không cần có hay, cũng không cần có ý ế trước câu trả lời đúng không? Mình chỉ cần trả lời đúng trọng tâm thôi. Watashi wa 18 sai desu. Watashi wa 18 sai desu. Là sao? Không cần hay hoặc là ý ế giống như là cái câu hỏi không có từ để hỏi kia. Đúng chưa ạ? Hay. Rồi thì đó là hai dạng câu hỏi mà chúng ta học ở phần sơ cấp này đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một mẫu câu nữa. Nói là mẫu câu thì sẽ hơi nặng nề nhưng mà mình cũng có thể nhờ nó theo một dạng từ vựng thì sẽ rất là đơn giản. Đó chính là trợ từ mô. Mô desu ne. Cái trợ từ mô này cũng là một cái trợ từ rất là quan trọng, cũng sử dụng để xác định chủ ngữ của câu thay cho trợ từ wa. Đúng không nào? Mô này thì mình sẽ dịch là cũng. Cũng. Ví dụ như là vừa nãy mình nói là tôi là người Việt Nam, tôi 18 tuổi, tôi là sinh viên các thứ chẳng hạn. Thì bây giờ một người khác cũng muốn trình bày cái thông tin tương tự là tôi cũng là người Việt Nam, tôi cũng 18 tuổi, tôi cũng là sinh viên chẳng hạn. Đúng nào? Thì khi đó mình sẽ thay trợ từ wa bằng trợ từ mô là được. Ví dụ chúng ta nhìn đây này. Watashi wa gakusei desu. Đuôi đằng sau là gì ạ? Chan san mo gakusei desu. Đúng không? Tôi là học sinh và Trang cũng là học sinh. Đúng chưa? Hay. Thì nó sẽ trình bày một cái thông tin tương tự với cái thông tin được nêu ra trước đó. Ok không nào? Hay. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang một phần nữa. Đó chính là chỉ từ. Chỉ từ đó là kore, sore và are. Kore là cái này, sore là cái đó và are là cái kia. Được chưa nào? Vậy thì để mà xác định được vị trí của kore, sore và are thì mọi người cũng xác định theo như tiếng Việt thôi. Cái này đúng không? Cái này sẽ là những cái mà nó gần với người nói. Gần người nói. Đó. Còn sore là dịch là cái đó. Nó sẽ là những cái, những thứ mà gần người nghe, xa người nói. Và are là cái kia. Kia thì sẽ nó sẽ là một cái vị trí xa hơn. Và nó sẽ xa ở đây, xa cả người nói và xa cả người nghe. Đó, mình cứ hiểu đơn giản như vậy. Nhá. Vậy thì ở đây mình sẽ có gì ạ? Ví dụ đơn giản thôi. Chúng ta ví dụ ở đây, ngay gần mình có một cái chiếc điện thoại như thế này. Và mình muốn nói là đây là chiếc điện thoại. Chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng là kore. Đúng không? Kore wa ketai denwa desu. Đó, được chưa? Hoặc là ở đây mình sẽ có một cái cốc chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ nói là kore wa koppu desu. Đó, được chưa? Thì đây là những cái thứ mà gần mình, gần người nói thì mình sẽ sử dụng là kore. Được chưa nào? Hay. Còn bây giờ mình muốn nói một cái thứ nó xa mình. Nó xa mình. Thì mình sử dụng nó là sore. Xa mình nhá. Xa bản thân mình. Mà gần cái người nghe mình dùng là sore. Còn nếu mà xa cả hai người, xa cả mình và xa cả các bạn luôn thì mình sẽ sử dụng là are. Được chưa nào? Và đối với dạng câu hỏi của cái mẫu câu kore, sore và are này thì mình cũng sẽ có cái dạng câu hỏi là kore, sore, are và nan desu ka? Nan ở đây chính là từ để hỏi vật, đúng không nào? Từ để hỏi vật, nan desu ka? Cái này, cái đó, cái kia là cái gì vậy? Có thể mình sẽ cầm cái điện thoại này lên, mình hỏi là kore wa nan desu ka? Đó, sau đó khi mọi người trả lời, mọi người ở xa cái vật này đúng không? Mọi người sẽ phải sử dụng là gì ạ? Sore, đúng không nào? Đó, mọi người sẽ trả lời là sore wa ketai denwa desu, chẳng hạn. Được chưa? Mọi người hình dung ra không nhỉ? Rồi, đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái cách dùng tiếp theo của nó cũng là chỉ từ nhưng nó sẽ không phải là kore, sore và are nữa. Nó là kono, sono và ano. Khi mà đã xuất hiện no thì ở đằng sau nó bắt buộc phải là một danh từ đúng không mọi người? Một danh từ.
đúng không ạ? Mọi người cứ hình dung là no nó sẽ nối các danh từ với nhau. Vậy thì đằng trước nó là cô, so, a, đã là chỉ từ rồi. Vì đằng sau của nó bắt buộc phải là một danh từ mọi người nhá. Thì cái cô no, so no, a no cộng với danh từ thì mình sẽ dịch là danh từ này, danh từ đó, danh từ kia. Ví dụ như là この携帯電話, chiếc điện thoại này. Hay là この手, cái tay này. Đúng không? Hay là この人, cái người này. Đó. Tương tự như thế sẽ là その携帯電話, cái điện thoại đó. Đấy. その人, cái người đó. Vân vân. Được chưa ạ? Đấy, nhớ là phải thêm danh từ ở đằng sau no nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cách dùng của trợ từ no. Cách dùng ở của trợ từ no thì ở đây mình đang có liệt kê ra hai cách dùng của nó, hai cách dùng tiêu biểu và cũng rất là cơ bản của nó, thì mọi người có thể nhớ trước. Đầu tiên sẽ dịch là của, tức là nó sẽ là sở hữu mọi người, sở hữu. N1 no, N2, N2 sẽ thuộc sở hữu của N1, đúng chưa nào? Hoặc một cái cách dùng thứ hai của nó là cái gì, tức là nói về cái gì, nói về cái gì. Đó, thì mình sẽ cùng nhau nhìn ví dụ để mọi người hình dung dễ hơn về cách dùng của nó nhé. Còn nếu mà dịch tiếng Việt đơn giản thôi thì có thể là mọi người sẽ chưa hiểu, đúng không? Ví dụ đầu tiên mọi người nhìn này, あれは誰のカバンですか? À, cái kia, đúng không? Kia là cái cặp của ai vậy? Thì có phải là sở hữu không ạ? Dịch là của đấy, cặp của ai, nhớ là phải dịch ngược từ đằng sau lên nhá, chứ không phải là ai của cặp đâu nhá. Cặp của ai, đúng không? Thì nó chính là sở hữu, đang hỏi là cái cặp kia thuộc sở hữu của ai, là của ai thế? Đó, câu trả lời của nó sẽ là watashi no desu, watashi no desu. Cái câu đầy đủ của nó sẽ là watashi no kaban desu, đúng không? Tuy nhiên ở trên câu hỏi đã xuất hiện cái chủ thể được đề cập cập tới chính là cái kaban, là cái cặp rồi. Thế nên là ở câu trả lời mình không cần thiết phải thêm cái nội dung kaban đó vào, thì người nghe vẫn hiểu được đấy là cái gì, đúng không? Là của tôi. Tiếng Việt mình cũng thế, mình sẽ trả lời là à, là của tôi đấy, không cần nói lại là đấy là cái cặp của tôi nữa, nó sẽ dài dòng, đúng chưa? Tiếp theo, đối với cái nghĩa thứ hai nhá, là gì đấy, là cái gì đấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ này. Nano zashi, nano zashi desu ka? Kiểu là như vậy, đúng chưa? Nano zashi desu ka? Zashi là tạp chí, thì đây người ta đang hỏi là tạp chí về cái gì vậy? Ý là cái cuốn tạp chí đấy viết về cái nội dung gì vậy? Là nội dung về thời trang, về nấu ăn, hay là về học đường, hay là về chuyên môn gì? Ý là như thế, đúng chưa? Và câu trả lời đây mình đang có là kuruma no zashi, ý là một cuốn tạp chí về xe hơi, về ô tô. Được chưa? Mọi người có hình dung ra cách dùng của nó không? Nhớ là hai cái nhá, một cái đầu tiên là sở hữu, một cái là hỏi về cái gì. Đúng không? Nó viết về cái gì, nó làm cái nội dung về cái gì, làm về cái gì, kiểu như thế. Hãy tiếp theo chúng ta có vẫn là những đại từ, nhưng đại từ đây sẽ là đại từ chỉ địa điểm, là koko, soko và asoko. Và tương ứng với nó lịch sự hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng là kochira, sochira và achira. Được chưa nào? Chúng ta dịch tương ứng đó là ở đây, ở đó và ở kia. Vậy cái cách thức xác định địa điểm này nó sẽ tương tự với cái kore, sore và are. Được chưa? Koko là ở đây, ở đây chính là cái vị trí mà gần người nói. Tương tự, soko là ở đó thì sẽ là vị trí gần người nghe, xa người nói. Và asoko desu ne, asoko là ở kia thì sẽ là vị trí mà xa cả người nói và xa cả người nghe. Ok không nào? Hãy mọi người cứ hình dung như vậy nhá. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ có cái mẫu câu là koko hay là kochira và watashi no kyoshitsu desu. Ở đây đúng không? Là lớp học của tôi. Đó, ở đây là lớp học của tôi. Hay là ví dụ số 2, koko wa Jun sensei no jimusho desu. À, đây là văn phòng đúng không? Của thầy Dũng. Được chưa nào? Về cách dùng của nó thì nó là một cái đại từ, chỉ có thể là chỉ vật hoặc là chỉ địa điểm nơi trốn. Kore, sore, are sẽ là chỉ vật. Koko, soko, asoko sẽ là chỉ địa điểm nơi trốn. Thế thôi. Cách dùng thì rất là đơn giản,
Chỉ cần các bạn nhớ được cái cách xác định được là cô dùng khi nào, số cô dùng khi nào và số cô dùng khi nào mà thôi. Đúng nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một mẫu câu sử dụng để hỏi, hỏi xem là ai, hỏi xem cái gì, hỏi xem con gì, có ở đâu. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có câu, có cái cách dùng đó là người này, động vật này, đồ vật, rồi cộng với và doko desu ka? Hoặc là dochira desu ka? Ý là hỏi là người đó ở đâu, cái con này ở đâu, cái thứ này thì ở đâu, kiểu như vậy. Được chưa nào? Chúng ta nhìn vào ví dụ này. Shimasen, Jun sensei wa dochira desu ka? Các bạn thấy không ạ? Chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ có thể là người, là vật hoặc một thứ gì đó cộng với trợ từ wa. Sau đó là cộng với từ để hỏi. Từ để hỏi về địa điểm chúng ta sẽ có hai từ để hỏi là doko hoặc là dochira. Dochira sẽ lịch sự hơn một chút. Thế thôi, thêm desu ka ở đằng sau thành câu hỏi. Dễ không ạ? Jun sensei wa dochira desu ka? Ý là, xin lỗi cho tôi hỏi thầy Dũng ở đâu ạ? Đúng chưa? Hay là ví dụ số 2. Watashi no keitai wa doko desu ka? Đó, ở đây đang hỏi gì ạ? Có phải hỏi người nữa không? Không, mà là đang hỏi cái đồ vật, đang hỏi cái điện thoại di động. Cái điện thoại của tôi ở đâu vậy? Ở chỗ nào thế? Đúng chưa nào? Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cách dùng nữa, một cái cách nói nữa, đó là hỏi về trường học hoặc hỏi về quốc tịch, về công ty. Tức là hỏi là bạn học ở đâu, quốc tịch nước nào hay là làm ở công ty nào, các thứ chẳng hạn á. Thì mình sẽ có cách nói như nào. Gakko okuni kaisha. Đi với trợ từ wa, rồi đi kèm với từ để hỏi đó là doko hoặc là dochira desu ka. Đó. Dễ thôi, nó cũng giống với cái cách dùng của cái cách nói ở bên trên, chẳng qua nó thay chủ ngữ. Chủ ngữ đây mình muốn hỏi về trường học, về đất nước, về công ty thì mình sẽ thêm là trường học, đất nước, công ty vào mà thôi, đúng không? Chúng ta nhìn ví dụ này. Okuni wa dochira desu ka? Đó, khi một người nào đó gặp mình mà người ta muốn hỏi là mình là người nước nào ấy, thì người ta sẽ hỏi rất là lịch sự là Okuni wa dochira desu ka? Đúng không? Đất nước của bạn là ở đâu? Ý là bạn là người nước nào ấy, đúng chưa? Thì mình có thể trả lời ngắn gọn là Vietnam desu, chẳng hạn như thế. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ có cái cách dùng. Cái cách dùng nói về cái gì ạ? Cái công ty, hỏi về một cái công ty nào đó làm về một lĩnh vực gì, hay là sản xuất ra cái sản phẩm gì chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có cách dùng đó là NH wa nan no kaisha desu ka? Nan no kaisha desu ka? Ý là cái công ty nào đó thì là công ty về cái gì vậy? Đúng không? Cái N1 ở đây chính là nói về tên công ty mọi người nhá. Thì cách trả lời mình sẽ trả lời đơn giản thôi. Sẽ là nanyani no kaisha desu. Tức là đằng trước sẽ là tên sản phẩm. Ví dụ như là keitai denwa no kaisha desu, là một công ty làm về điện thoại, có thể là sản xuất điện thoại di động chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ thêm cái lĩnh vực đó vào. Đó, thêm cái lĩnh vực, thêm cái tên sản phẩm vào cái chỗ N2, sau đó cộng với no kaisha desu. Được chưa? Hay là cái lưu ý thứ hai thì khi mình muốn hỏi về nguồn gốc xuất xứ một sản phẩm, có thể sử dụng cái chỉ từ nhá, là kore sore are hoặc là kono sono ano cộng với danh từ, sau đó cộng với trợ từ wa. Đằng sau của nó sẽ là doko no nanyani desu ka? Đấy, doko no nanyani desu ka? Đúng không? Câu trả lời sẽ là nanyani no kaisha desu. Đó, thì mình sẽ nhìn vào ví dụ nhá. Kore wa doko no boshi desu ka? Đấy, đây là cái mũ của nước nào vậy? Hay là hỏi cái này đi, đây là cái điện thoại của nước nào vậy, của công ty nào vậy chẳng hạn, đúng không? Là kore wa doko no keitai denwa desu ka? Đó, mọi người hình dung ra không ạ? Đấy, đây là điện thoại của nước nào vậy? Và mình sẽ trả lời đơn giản thôi. Là Vietnam no keitai denwa desu. Kiểu như vậy, đúng không nào? Thì trong câu trả lời, câu hỏi về cái mũ đúng không, thì mình có câu trả lời là Italia no boshi desu, là cái mũ của Ý. Tức là cái mũ này được sản xuất ở Ý, được làm tại Ý, nguồn gốc xuất xứ là ở Ý. Được chưa nào? Hay. Ok. Tiếp theo đều là những cái kiến thức rất là đơn giản, thế nhưng mà nó cũng khá là dài. Để mà có thể nhớ hết được những cái nho nhỏ như thế này cũng sẽ cần phải ôn tập thật là nhiều, đúng không mọi người? Hãy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
Tiếp theo sẽ là một cái phần mà ai ai chúng ta cũng cần phải biết và muốn biết và chắc chắn là sẽ rất là dễ để nhớ đúng không? Đó chính là cái việc hỏi tiền ạ. Đầu tiên mình sẽ có là danh từ này cộng với vạ, sau đó cộng với ikura desu ka. Danh từ ở đây sẽ là những cái đồ vật, những cái thứ mà chúng ta muốn hỏi giá ấy. Ví dụ như là cái này bao nhiêu tiền ạ? Hay là cái điện thoại di động này bao tiền ạ? Kiểu như thế. Hay là cái khóa học này bao nhiêu tiền ạ? Vân vân đúng không? Mình sẽ có ví dụ đầu tiên này. Watashi no boshi wa 5 won desu. Đấy, tức là người ta đây là không phải là câu hỏi mà người ta trả lời đúng không? Người ta đưa ra cái mức giá là cái mũ của tôi có giá là 50.000 đồng. Đó, được chưa? Thì câu hỏi người ta sẽ hỏi là gì? Kono boshi wa ikura desu ka? Ikura desu ka? Cái mũ này bao tiền vậy? Và mình trả lời là à cái mũ của tôi có giá là 50.000. Đó. Hay tương tự ở dưới người ta có cái câu là hỏi về cái máy tính đúng không? Thì người ta sẽ hỏi là それは cái đó chẳng hạn. それは ikura desu ka? Cái đó bao nhiêu tiền vậy? Thì mình sẽ trả lời là このコンピューターは 1000万ドンです. 1000万ドン là cái máy tính này thì có giá là 10 triệu đồng. Được chưa? Đó, cái câu hỏi tiền này chắc là ai cũng biết rồi, chắc là không ai quên cả đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cách nói giờ, nói phút. Mọi người đã thuộc hết cách nói giờ, cách nói phút chưa? Ừ. Đầu tiên chúng ta sẽ có ima là nhắn gì, là nhắn nhất bún des, là nói về cái việc là bây giờ là mấy giờ mấy phút ạ. Được chưa? Mình sẽ có cái câu hỏi ở đây là ima nan ji desu ka, bây giờ là mấy giờ vậy, và câu trả lời sẽ là ima nan ni ji nan ni bun desu. Đó, ví dụ mình hỏi đơn giản là à ima nan ji desu ka, à bây giờ là mấy giờ thế. Sau đó các bạn có thể trả lời, nhìn đồng hồ và trả lời đúng không? Ví dụ như là bây giờ là 3 giờ chiều chẳng hạn. Đúng không? 今は午後3時です。hoặc là 3 giờ 15 phút chẳng hạn. 今午後3時15分です。ví dụ như vậy. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có là 今là bây giờ này, sau đó đi với số giờ, số phút cộng với です là sao? Ok chưa nào? Đấy. Thì để mà cụ thể hơn thì các bạn có thể nhớ lại giúp mình, đó là cái số đếm giờ chúng ta sẽ có, cái cách đếm giờ chúng ta sẽ có số đếm cộng với ji. Ji là giờ đúng không nào? Ví dụ như là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, vân vân. Đó. Còn cách đếm phút chúng ta sẽ có số đếm cộng với hun hoặc là bun. Hun hoặc bun. Nhá. Còn cách nói giờ rưỡi, cách nói sáng, chiều, tối. Rưỡi thì chúng ta sẽ có cách nói là 30분 hoặc là hăng. Một trong cái hai cách nhé. Ví dụ như là 3 rưỡi chúng ta sẽ nói là 3시 hăng, là 3 rưỡi. Hăng ở đây đại diện cho rưỡi. Hoặc là 3시 30분 thì chính là 3 giờ 30 phút thì nó cũng bằng với 3 rưỡi thôi. Đúng chưa nào? Hay. Hoặc là nói về buổi sáng chúng ta sẽ dùng là 午前. 午前 là buổi sáng. Buổi chiều là 午後. Gogo giờ chiều đúng không? Và của buổi tối sẽ là yoru. Yoru 8 giờ. Đúng không? Yoru 8 giờ. Ý là 8 giờ tối. Ý là như thế. Ừ. Chúng ta có một cái ví dụ rất là ngắn gọn ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thêm này. Moshi moshi, ima nanji desu ka? Alo, bây giờ là mấy giờ rồi? Thì bạn trả lời là ima gozen 3 giờ hàng desu. Bây giờ là 3 rưỡi chiều. 3 rưỡi sáng chứ, gozen đúng không? Gozen 3시 hàng desu. 3 rưỡi sáng. Cái ví dụ này hơi hơi trầm cảm ha. Tự nhiên 3 rưỡi sáng, alo hỏi bây giờ mấy giờ rồi, xong là trả lời bây giờ 3 rưỡi sáng. Hay. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách nói thứ. Cách nói thứ, thứ trong tuần đó mọi người. Ý là hôm nay là thứ mấy ấy? Được chưa? Hôm nay là thứ mấy thì các bạn sẽ phải nhớ được những cái từ vựng như là hôm nay, ngày mai, ngày kia, hôm qua, hôm kia là gì. Đúng không? Đó, như là kyo là hôm nay, ashita ngày mai, asatte là ngày kia chẳng hạn. Kino là hôm qua, ototoi là hôm kia chẳng hạn. Đấy. Sau đó thì các bạn phải cần nhớ được các cái cách nói thứ trong tuần. Đúng không? Thứ hai là getyobi, thứ ba là kayobi, thứ tư là suyobi, thứ năm là mokuyobi, số sáu là kinyobi, thứ bảy là doyobi và chủ nhật là nityobi. Đó, thì mình sẽ phải nhớ những cái đó. Còn đâu sau đó thì mình sẽ chỉ cần ghép lại thôi.
Ví dụ như là bây giờ mình sẽ nói hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ sáu. Bây giờ đang là thứ sáu. Vậy thì mình sẽ nói là kyō wa kinyōbi desu. Hoặc là nói là ngày mai là thứ bảy, sẽ nói là ashita wa doyōbi desu. Ngày kia là chủ nhật, asatte wa nichiyōbi desu. Kiểu như vậy. Đúng chưa? Còn khi mà chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ nói là nan yōbi desu ka? Kyō wa nan yōbi desu ka? Hôm nay là thứ mấy vậy? Hoặc là ashita wa nan yōbi desu ka? Vẫn là từ để hỏi là nan thôi. Nan là bao nhiêu, là cái gì? Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với động từ trong tiếng Nhật. Hay. Động từ trong tiếng Nhật thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với một cái dạng động từ cơ bản nhất, đó là dạng động từ thể masu. Masu là một cái dạng lịch sự nha mọi người nhá, dạng lịch sự. Động từ ở trong tiếng Nhật thì chúng ta đầu tiên sẽ chia nó thành các thì. Thì hiện tại. Hiện tại thì sẽ ghép bằng với tương lai luôn nhá. Hiện tại, tương lai sẽ giống nhau. Đấy, hiện tại với tương lai sẽ giống nhau. Và thứ hai sẽ là thì quá khứ. Đấy. Hiện tại thì mình sẽ lại chia ra làm hai, là dạng khẳng định và dạng phủ định. Quá khứ mình cũng có thể chia ra làm dạng quá khứ khẳng định và quá khứ phủ định. Đúng chưa nào? Hay. Vậy thì mọi người hãy cùng nhau nhìn, chúng ta có dạng hiện tại, tương lai ở dạng khẳng định sẽ là vemasu. Còn ở dạng phủ định sẽ là vemasen. Còn đối với dạng quá khứ khẳng định sẽ là vemashita. Và dạng quá khứ phủ định thì sẽ là vemasen deshita. Được chưa nào? Hay. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thử chia nhé. Thử chia một động từ đi. Động từ đây, ví dụ chúng ta có động từ như ở trên màn hình sẽ là benkyō shimasu. Benkyō shimasu. Đúng không? Benkyō shimasu. Vậy thì masu nó đang ở dạng hiện tại và tương lai, ở dạng khẳng định rồi. Được chưa? Vậy thì chia sang phủ định sẽ là benkyō shimasen. Đúng không? Benkyō shimasen. Đấy. Chia sang dạng quá khứ thì sao? Quá khứ khẳng định. Benkyō shimashita. Còn quá khứ phủ định sẽ là benkyō shimasen deshita. Benkyō shimasen deshita. Được chưa nào? Hay. Tương tự như thế mình có động từ thứ hai. Động từ hatarakimasu. Hatarakimasu. Đó là dạng hiện tại khẳng định rồi đúng không? Bây giờ hiện tại phủ định thì sao? Hatarakimasen. Né? Hatarakimasen. Còn quá khứ khẳng định hatarakimashita. Hatarakimashita. Và quá khứ phủ định sẽ là hatarakimasen deshita. Được chưa nào? Hay. Ở đây mình sẽ có các cái câu ví dụ ở phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Số 1. Ashita wa benkyō shimasu ka? Hỏi về ngày mai, chúng ta sẽ phải sử dụng cái thể hiện tại tương lai, đúng không? Đấy, và thêm đuôi câu là câu hỏi. Ngày mai cậu có học không? Cậu có học bài không? Benkyō shimasu ka? Đó. Hay là câu thứ hai này. Kyō benkyō shimasen. Hôm nay tôi không học bài. Vậy thì hôm nay ở đây là thời điểm ở trong quá khứ, hay là lát nữa sẽ không học, hay là bây giờ không học? Đó, đúng không? Shimasen ở đây đó là dạng hiện tại tương lai. Nên là cái hành động này đã xảy ra chưa? Chưa xảy ra. Tức là hôm nay tớ sẽ không học đâu. Tớ sẽ không học, tức là bây giờ không học, lát nữa tớ cũng sẽ không học. Đúng chưa? Rồi, chứ không phải là nói về cái thời điểm đã qua trong quá khứ. Bởi vì đã là ngày hôm nay thì sẽ có lúc, sẽ có thời điểm trong quá khứ. Đúng không? Tiếp theo, câu thứ 3. Kino benkyō shimashita. Cái này rất là rõ ràng rồi. Đã là hôm qua thì mình phải chia về quá khứ, đúng không? Hôm qua tôi đã học bài. Đó. Hay là ototoi mo benkyō shimasen deshita. Hôm kia tôi cũng không học bài. Đấy, đây nhắc lại, đang nhắc lại cái trợ từ mo là cũng đấy mọi người. Đúng không? Cũng không học bài. Nhá. Thì khi mà đi với những cái từ vựng thể hiện rằng nó đã là quá khứ rồi thì chúng ta bắt buộc phải chia động từ sang thể quá khứ. Ví dụ như là sáng nay này, cái từ kê xạ ấy, đúng không? Kê xạ là sáng nay. Đã là sáng nay là đã qua chưa? Đã trôi qua chưa? Qua rồi. Thì phải sử dụng thì quá khứ, đúng không? Hay là hôm qua, hôm kia, tuần trước, tháng trước, năm ngoái chẳng hạn. Trước đây chẳng hạn. Đó, thì mình bắt buộc phải chia động từ về thể quá khứ chứ mọi người nhá, đừng quên nhá. Rồi. 2024 rồi. Phải đó GPT thôi. Tiếp theo mình sẽ hỏi
Mình sẽ có cách nói về việc là hỏi xem là mình làm gì vào lúc mấy giờ. Làm gì vào lúc mấy giờ. Chúng ta sẽ có là 何時, đúng không? 何時に出ますか? Ví dụ như đơn giản là thức dậy vào lúc mấy giờ. Sáng nay cậu thức dậy vào lúc mấy giờ? Đúng không? Đấy. Thì đầu tiên mình phải đặt ra một câu hỏi là đã là sáng nay, đã là kê xạ thì động từ mình phải chia về đuôi. Đuôi gì ạ? Đuôi hiện tại hay quá khứ ạ? Quá khứ đúng không? Vậy thì mình sẽ có câu hỏi đó là kê xạ 何時に起きましたか? 何時に起きましたか? Đúng chưa? Quá khứ mà. Đó. Thì mình sẽ trả lời đơn giản là 明朝6時半に起きました. 起きました. Được chưa nào? Hay. Hoặc là ở dưới mình có một cái câu ví dụ khác, đó là 日本語の森は午後4時半に終わりました. Trung tâm 日本語の森 đã đóng cửa lúc 4 rưỡi chiều. Được chưa? Đã đóng cửa lúc 4 rưỡi chiều. Rồi. Đó. Tiếp theo, mình sẽ có cách nói nữa. Đó là nói về cái việc là mình làm gì đó từ lúc mấy giờ đến lúc mấy giờ. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn nói là tôi học bài đúng không? Tôi học bài từ lúc 8 giờ đến lúc 10 giờ. Kiểu như vậy. Đó, thì mình sẽ có cách nói là 何時から何時まで出ます? Hoặc là 出ました? Hoặc là 出ませんでした? Gì đó, vân vân đúng không? Thì cái động từ hành động của chúng ta. Hoặc là rộng hơn nữa là 何曜日から何曜日まで? Tức là từ thứ mấy đến thứ mấy. Tôi làm việc từ thứ mấy đến thứ mấy. Tôi đi học từ thứ mấy đến thứ mấy. Vân vân. Được chưa? Chúng ta có hai ví dụ ở trên màn hình. Các bạn có thể theo dõi nhé. Đầu tiên, 毎日午前7時から午後8時半まで働きます. 働きます là làm việc, đúng không? Tức là hàng ngày thì tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 rưỡi tối. Đó, 8 rưỡi tối. Có 8 rưỡi chiều không? Có ai dịch là 8 rưỡi chiều không mọi người? Không nhá. Mọi người cố gắng để ý văn cảnh và so xem là cái tiếng Việt của mình sẽ dịch như nào cho hợp lý. Mặc dù người ta ghi là go go hạt chi chi hắng, bình thường go go mình dịch là chiều đúng không? Đó. Nhưng mà mình không thể nào dịch là 8 rưỡi chiều được. Không có 8 rưỡi chiều, tiếng Việt không có khái niệm 8 rưỡi chiều. Nhưng mà tiếng Nhật người ta có. Tiếng Nhật người ta chia ra làm đôi. Đúng không? Là sáng và chiều. Đấy, nửa ngày một đó. Nhá, nửa ngày một. Kiểu như là tiếng Anh sẽ có AM và PM. Đó, kiểu như thế. Nên là ở đây mình dịch là, dịch theo tiếng Việt sẽ là 7 giờ sáng, đúng không? Đến 8 rưỡi tối. Chứ không ai dịch là 8 rưỡi chiều cả. Mọi người để ý cái này nhá. Tiếp theo ví dụ số 2 này. 月曜日から金曜日まで勉強します. Tức là tôi học từ thứ 2 đến thứ 6. Được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với cách nói về năm, tháng hay là ngày. Hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu và năm bao nhiêu chẳng hạn, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ có danh từ cộng với và, đúng không nào? Sau đó sẽ là 何年何月何日ですか? 何年何月何日ですか? Được chưa? Thì sẽ dịch là N là năm, tháng, ngày bao nhiêu. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta có các cái ví dụ ở trên màn hình nhá. 今年は 何年ですか? Năm nay là năm bao nhiêu ấy nhở? Đúng không? Chắc câu này là ít người hỏi thôi. Nhưng mà mình cứ học, đúng không? Mình cứ học biết đâu một ngày nào đấy xuyên không chẳng hạn, đúng không? Xuyên không. Xong rồi mình sẽ phải hỏi, ô năm nay năm bao nhiêu ấy nhỉ? Rồi, tiếp theo mình có câu trả lời là 2019年です. Tức là là năm 2019. Hoặc là 2023年です. Là không, là năm 2023 chẳng hạn như vậy. Hoặc là ở dưới chúng ta sẽ có câu là 今日は8月17日です. Hôm nay là ngày 17 tháng 8. Nhớ là trong tiếng Nhật ngày tháng người ta sẽ nói đảo lộn hoàn toàn so với tiếng Việt. Năm trước, tháng rồi đến ngày. Tiếng Việt thì của mình thì từ bé đến lớn. Của Nhật thì từ lớn đến bé. Được chưa? Tiếp theo. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có nói về cái việc là đi đến hay là về một địa điểm nào đó. Đi đến về một địa điểm nào đó. Thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải thuộc được ba động từ đi đến và về. Đi là gì ạ? 行きます. Đấy là gì ạ? 行きます. Và về sẽ là 帰ります. Đúng không? Thì khi mà đi đến về một địa điểm nào đó, chúng ta sẽ có hai trợ từ có thể sử dụng được. Đó là trợ từ え và trợ từ に. Đó, え và に. Nhá. Thường thì
Người Nhật người ta sử dụng trợ từ nhí nhiều hơn. Nhí nhiều hơn. Dùng một trong hai cái này đều ok, mọi người không cần phải phân biệt nó làm gì cả mọi người nhá. Mẫu câu thì mọi người đã nhìn thấy ở trên màn hình rồi, chúng ta sẽ có địa điểm này, cộng với trợ từ é hoặc trợ từ nhí này, sau đó cộng với một trong ba động từ đó là ikimasu, kimasu và kaerimasu nhé. Ví dụ đầu tiên, ashita supae ikimasu. Ngày mai tôi sẽ đi siêu thị. Sẽ đi, đúng không nào? Hay là Hanoi kimashita. À, tôi đã đến Hà Nội. Đúng không nào? Tôi đã đến Hà Nội kimashita. Quá khứ mà. Số 3 này. Nichiyobi gozen 10 ni jikka kaerimashita. Jikka ở đây là quê bố mẹ đẻ. Thì tức là ngày chủ nhật thì tôi đã về nhà lúc 10 giờ sáng. Đúng không? Gozen 10 ni jikka kaerimashita. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một câu nói về cái việc là mình không đi đâu cả. Vừa nãy bên trên thì mình đã có cách nói về việc là mình đi, mình đến hoặc là mình về một địa điểm nào đó rồi. Vậy thì bây giờ khi mình muốn nói là à tôi không đi đâu hết, tôi không về đâu hết, vậy thì mình sẽ nói như thế nào đúng không? Mình sẽ có cách nói là từ để hỏi này là doko đi với trợ từ e, có hay không đều được. Mình để trong ngoặc nghĩa là có hay không đều được nhá. Cộng với mo ikimasen, tức là không đi đâu hết. Doko mo ikimasen. Ví dụ như là người ta hỏi là ashita doko e ikimasu ka? Ngày mai cậu sẽ đi đâu? Mình trả lời là tôi chả đi đâu hết. Doko mo ikimasen. Tôi không đi đâu hết. Đúng không nào? Hay. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái việc là di chuyển. Nói về việc là di chuyển bằng phương tiện gì hoặc là đặt ra câu hỏi là bạn đi đâu bằng cái gì? Dạ. Ở đây mình sẽ có là đi bằng phương tiện gì sẽ đi với trợ từ đế. Phương tiện này cộng với trợ từ đế này cộng với các động từ thể hiện việc đi lại như là đi đến về. Còn nếu mà hỏi hỏi đúng không? Hỏi thì mình sẽ có cái từ để hỏi là nani de? Nani de? Đúng không? Nani de? Sau đó cộng với động từ di chuyển cộng với các nani de ikimasu ka? Nani de kaerimasu ka? Kiểu như vậy. Hoặc là mình có cái cách nó hỏi khác đó là do yatte? Do yatte là nghĩa là như thế nào? Do yatte ikimasu ka? Bạn sẽ đi như thế nào? Kiểu như vậy. Được chưa? Chúng ta cùng nhau nhìn vào ví dụ ở bên bên cạnh này. Bike de jikka e kaerimasu. Đúng không? Phương tiện ở đây là gì? Là bike, là xe máy. De chính là cái trợ từ thể hiện cái việc là đi bằng phương tiện gì. De ở đây mình dịch là bằng. Nhớ. Vậy thì câu này mình dịch là tôi về nhà bằng xe máy. Đó. Ví dụ số 2 là một câu hỏi đúng không? Nani de Tokyo e kimashita ka? Đấy là bạn đã đến Tokyo bằng phương tiện gì vậy? Cái đế đây vẫn dịch là bằng thôi. Đúng chưa nào? Tiếp theo, câu trả lời cho câu vừa rồi đúng không? Đó là Jidosha de Tokyo e kimashita. Tôi đã đến Tokyo bằng Jidosha là ô tô. Được chưa? Nhớ là khi nói về việc là mình sử dụng phương tiện gì để di chuyển, mình sẽ sử dụng trợ từ đế là thứ nhất. Và từ để hỏi cho cái việc là đi đâu bằng phương tiện gì, nó sẽ có hai cách hỏi. Một là nani de? Thứ hai là do yatte? Được chưa? Đấy. Tiếp theo là cách nói làm gì cùng với ai? Làm gì cùng với ai? Cái từ với thì mình sẽ dịch là gì ạ? Chính là cái trợ từ tố đó đúng không mọi người? Trợ từ tố. Đó. Tiếp theo mình sẽ có danh từ chỉ người cộng với tốt cộng với vemas cộng với một động từ. Ví dụ như là đi chơi cùng với bạn. Tomonachi to asomi ni ikimasu. Ăn cơm cùng với gia đình. Kazoku to gohan o tabemasu. Ví dụ như vậy. Đúng không? Đó. Rồi ví dụ trên màn hình của chúng ta có gì đấy ạ? Kino no ban watashi wa kanojo to nemashita. À tối qua tôi đã ngủ cùng cô ấy, cô gái, bạn gái của tôi đúng không? Hay là ví dụ số 2, Nhung san to Ho Chi Minh si e ikimasu. Tôi sẽ đi Hồ Chí Minh cùng chị Nhung, cùng bạn Nhung. Được chưa nào? Đó, thì thực hiện hành động cùng với ai đó, cái chữ với chúng ta sẽ dịch là tố nhé. Tiếp theo là đơn giản là cái việc gì, làm cái gì. Kiểu là ăn cơm, uống nước, học tiếng Nhật, rồi gì ta?
rồi viết thư, vân vân. Đó, thì mình sẽ có cách nói như thế nào? Đơn giản mình sẽ có một tân ngữ, ở đây là một danh từ cộng với trợ từ o, sau đó là động từ. Động từ đằng sau sẽ tác động lên cái tân ngữ đằng trước. Đó, ví dụ đơn giản như là ăn cơm chẳng hạn, đúng không? Thì cơm chính là cái danh từ go hẳn cộng với trợ từ o. Và động từ ăn là gì ạ? Là tabemasu. Go hẳn o tabemasu. Hay là uống nước cũng tương tự như vậy, sẽ là mizu o nomimasu. Đó, các bạn hình dung ra không ạ? Nhá. À, tương tự như vậy thì mình có dạng câu hỏi. Câu hỏi thì ở đây mình sẽ thay cái danh từ đằng trước bằng từ để hỏi là nani? Nani o shimasu ka? Là câu hỏi chung nhất. Làm gì? Nani o shimasu ka? Nghĩa là bạn sẽ làm gì? Đúng không? Ví dụ như là ngày mai bạn sẽ làm gì? Ashita nani o shimasu ka? Ngày mai bạn sẽ làm gì? Đúng không? Hoặc là hỏi cụ thể hơn là tối nay bạn sẽ ăn gì chẳng hạn. Vậy thì thay vì cái động từ shimasu, mình sẽ thay động từ là động từ ăn. Đúng không? Konban, nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Chúng ta muốn hỏi hành động gì thì chúng ta sẽ thay bằng cái động từ đó. Được chưa? Còn cái động từ shimasu nó là động từ chung chung nhất, dịch là làm gì. Còn nếu muốn hỏi ăn gì, uống gì, viết gì, học gì thì mình sẽ sử dụng cái động từ tương ứng nhá. Ừ. Trên màn hình cũng có một số các ví dụ như thế này. Nani o yomimasu ka? Cậu đọc cái gì thế? Câu trả lời là Nihongo no hon o yomimasu. Tớ đọc sách tiếng Nhật. Hay là một câu ví dụ khác. Tomodachi to sakka o shimasu. Tớ hay là tôi chơi bóng đá cùng bạn bè. Cái chưa nào? Tiếp theo sẽ là một cái cách nói. Một cái cách nói về cái việc là mình không làm gì hết. Vừa nãy mình có cách nói là tôi không đi đâu hết là gì đấy mọi người nhớ. Vừa nãy nói cách đây khoảng 10 phút thôi. Doko mo ikimasen. Đúng không? Thì bây giờ không làm gì thì cái từ để hỏi của làm đây là gì? Nani, đúng không? Thì mình sẽ là nani mo vemasen. Đúng không? Ví dụ như là kiểu là tôi không ăn gì cả, tôi không học gì cả, tôi không làm gì cả. Nani mo tabemasen. Nani mo benkyo shimasen. Đó, nani mo shimasen. Tôi không làm gì hết. Đấy, được chưa? Đó, thì ở đây mình có hai câu hỏi. Có câu hỏi như sau này. Ashita nani o shimasu ka? Ngày mai bạn sẽ làm gì? Câu trả lời là nani mo shimasen. Tớ không làm gì cả. Đúng không? Đấy. Tiếp theo, khi muốn hỏi là mình làm gì đó ở đâu? Làm gì đó ở đâu? Thì từ để hỏi ở đâu ở đây của chúng ta sẽ là doko. Doko de. Nhá. Làm ở đâu đó thì sẽ đi về trợ từ để. Thực hiện hành động ở đâu sẽ là trợ từ để. Vậy thì khi hỏi là làm ở đâu cũng sẽ đi về trợ từ để. Được chưa nào? Doko de nanyani o vemasu. Đó. Ở đây có câu ví dụ đầu tiên. Zunmori de nihongo benkyo shimasu. Đấy. Tôi học tiếng Nhật ở trung tâm Zunmori. Vậy thì cái trợ từ đế ở đây mình sẽ dịch là ở, dịch là tại. Nhá, dịch là ở, dịch là tại. Đó. Hay là ví dụ số 2. Doko de shashin o torimashita ka? Ý là bạn đã, dịch là đã, torimashita mà. Bạn đã chụp ảnh ở đâu vậy? Đó. Câu trả lời là Nihon de torimashita. Tôi đã chụp ảnh ở Nhật Bản. Được chưa? Người ta hỏi là về tà thì mình trả lời cũng phải là về tà. Được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một mẫu câu nữa cũng rất là thú vị luôn nha mọi người nhá. Đó là cùng làm gì đó, tức là một cái mẫu câu rủ rê mọi người. Rủ người khác là đi chơi với tớ không? Đi Nhật Bản không? Đi du lịch không? Các thứ vân vân thì mình sẽ có cái cách nói như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ có cách nói là 一緒に. 一緒に là cùng nhau nhá, cùng nhau. 一緒に 为ませんか? Đó, ý là cùng làm hành động về không? Đấy, ví dụ như là cùng nhau học tiếng Nhật không? 一緒に 日本語勉強しませんか? Ví dụ như vậy, đúng nào? Thì câu trả lời mình sẽ có hai cách trả lời, một là tán thành, hai là không tán thành, đúng không? Tán thành thì mình sẽ có thể dịch là đúng không? Mình sẽ có thể nói là いいですね. Được, hay đấy nhỉ? Được chưa? Hoặc nếu mà từ chối thì mình sẽ có cách từ chối rất là ngắn gọn. すいません, ちょっと. ちょっと ở đây là tôi hơi thế nào đó, nhưng mà thế nào đó, người ta không nói rõ ra.
Nhưng mà đã là có chốt tội thì sẽ là từ chối nha mọi người nhá. Được chưa? Hay. Ví dụ như ở đây chúng ta có ví dụ gì đấy ạ? 一緒に 昼ご飯 を 食べませんか? À, ý là cùng đi ăn cơm trưa chứ. Cùng đi ăn cơm trưa không? Một dạng rủ rê. Hay là 一緒に スーパーへ 行きませんか? À, cùng nhau đi siêu thị không? Đó. Câu trả lời sẽ là え、いいですね. Hoặc trái ngược của nó sẽ là すいません、ちょっと. Được chưa nào? Hay. Tương tự như thế thì mình cũng có một cách rủ rê khác. Một cách rủ rê thứ hai đó là cái dạng về macho nhá. Thì mình sẽ phân biệt hai cái mẫu câu rủ rê này. Cái rủ rê ở về macho mà vừa chúng ta ôn xong ấy, nó sẽ là dạng rủ rê trong cái điều kiện là mình không biết đối phương có đồng ý không, mình chỉ là rủ thôi. À, cậu đi ăn cơm không? Ừ, cậu đi siêu thị không? Đi du lịch không? Đúng không? Mình không biết là người ta có đồng ý không, chỉ là mình muốn rủ người ta cùng làm thôi. Người ta có tán thành hay không mình không biết. Nhưng đối với cái về macho là mình sẽ dịch là làm thôi. Làm thôi, cũng là rủ làm, nhưng nó sẽ trên tiền đề là mình biết trước là người kia sẽ làm cái hành động đó. Được chưa? Ví dụ như là đến giờ ăn trưa rồi, đúng không? Và mình sẽ gọi người kia là à, đi ăn cơm thôi. Đấy, nó vẫn là dạng rủ cùng làm, nhưng mà trên tiền đề là mình biết người kia sẽ làm. Được chưa nào? Đấy. Vậy thì ví dụ ở đây chúng ta có gì đấy? 一緒に ビール飲みませんか? Đúng nào? Thì đây là cái câu ví dụ vừa nãy là rủ, đúng không? Rủ là à, cùng nhau uống bia không? Mình không biết là bạn kia có uống không? Thì mình cứ rủ thế đã. Và bạn còn lại trả lời này. Ê, nomimashou. Ừ, uống thôi. Tức là cái mashou này là gì ạ? Là mình biết sẵn là bạn kia sẽ uống rồi. Bạn ấy rủ mình mà, thì chắc chắn bạn phải uống, bạn mới rủ chứ, đúng không? Thì mình trả lời là ừ, uống thôi. Tớ cũng uống, cậu cũng uống, mình cùng uống nào. Được chưa? Mọi người hình dung ra cái này không ạ? Hay. Tiếp theo chúng ta có làm cái gì bằng cái phương tiện gì? À, nếu mà nói về phương tiện, các bạn nhớ lại xem vừa nãy chúng ta ôn cái phương tiện đi lại sử dụng trợ từ gì ấy, mọi người? Đế, đúng không? Vậy thì bây giờ cái phương tiện làm những cái việc khác nó cũng là đế luôn. Đấy, gom lại luôn cho mọi người dễ nhớ, đúng không? Phương tiện đi lại là đế và những cái phương tiện làm những cái việc khác cũng là đế. Được chưa nào? Như kiểu ăn cơm bằng đũa, uống nước bằng cốc, viết thư bằng bằng bút bi, bút máy, làm việc bằng máy tính, đều là đế hết, được chưa nào? Rồi, chúng ta nhìn này, sẽ là một cái danh từ nói về cái phương tiện ấy, cộng với đế, cộng với một động từ. Đấy. Còn từ để hỏi, câu hỏi của nó sẽ là nan gì đấy, giống như là cái cách hỏi phương tiện ấy. Giống cách hỏi phương tiện luôn, đúng không? Nan gì đấy, về maska. Đó. Rồi, ví dụ như đây chúng ta có là hasami de kami o kirimasu. Là tôi cắt giấy bằng kéo. Đấy là đế, đây dịch là bằng. Thế là ví dụ số 2. Nani de nihongo benkyou shimasu ka? Ý là bạn học tiếng Nhật bằng phương tiện gì vậy? Có thể là bằng TV, bằng đài báo, bằng sách vở vân vân, đúng không? Thì mình sẽ có thể trả lời. Ví dụ như đây người ta có cách trả lời đó là pasokon de benkyou shimasu. À, tôi học bằng laptop, bằng máy tính. Đó. Ok chưa? Hoặc là ở đây có một cái trường hợp nữa là nói về cái ngôn ngữ ấy mọi người. Tức là mình ví dụ mình viết thư bằng ngôn ngữ tiếng Nhật chẳng hạn. Mình viết thư bằng cái tiếng Nhật ấy, sẽ nói là Nihongo de tegami o kakimasu. Nhá, nó cũng có thể sử dụng để nói về cái ngôn ngữ như vậy nữa. Nên là mọi người để ý cái phần này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái cách nói về cái việc là cái từ, cái câu này trong cái tiếng này thì có nghĩa là gì? Ví dụ cái câu này trong tiếng Nhật là gì? Cái câu này trong tiếng Anh là gì? Cái từ này trong tiếng Việt là gì? Ví dụ như vậy thì mình sẽ có cách nói như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ có cái từ, cái câu đó trước. Mình sẽ nói ra cái từ, cái câu đó cộng với vá này. Sau đó là nani nani go de, tức là trong cái tiếng đó thì nan desu ka? Ví dụ đây chúng ta có arigato và ego de nan desu ka? Là cái câu arigato trong tiếng Anh là gì? Đúng chưa? Câu trả lời là gì ạ? Thank you desu. Nói ra đúng cái nghĩa của nó sau cộng với desu là xong. Đúng chưa? Hay là cái câu thứ hai là tết. Mình đọc đúng cái phát âm của cái tiếng nước đó luôn nhá. Tết. Và Nihongo de nan desu ka?
Từ Tết trong tiếng Nhật là gì? Đúng không? Cách trả lời là お正月です. Đó, お正月です. Nghĩa là là お正月 đấy. Tết có nghĩa là お正月. Đúng chưa? Mọi người hình dung được không ạ? Đấy. Thì cái mẫu câu này sẽ sử dụng trong cái trường hợp mà mình không biết là cái này nói thế nào, cái này có nghĩa là gì, cái câu này trong tiếng Việt nói ra làm sao, câu này trong tiếng Nhật nói như thế nào. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với cách nói là làm gì cho ai. Đó, ở đây chúng ta sẽ có cách nói là Dare ni nanyo vemasu ka? Đó, thì mình sẽ có câu trả lời là N1 ni N2 o vemasu. Được chưa? Cái danh từ ở đây sẽ là một người, một công ty hoặc một quốc gia nào đó. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ cho dễ hiểu này. 家族に電話をかけます. Là gọi điện cho gia đình. Làm gì cho ai mà? Đúng không? Gọi điện cho gia đình. Cái người nhận hành động kia sẽ đi với trợ từ nhì. Gọi điện cho ai? Làm gì cho ai? Cái người đó sẽ đi với trợ từ nhì. Được chưa? Thì đây sẽ là gọi điện cho gia đình này. Hay là câu số 2. Dare ni英語 教えますか? Cậu dạy tiếng Anh cho ai vậy? Đó. Anh sang ni教えます. Tôi dạy cho bạn anh. Một số những cái động từ sử dụng trong cái mẫu câu này thường sẽ là những động từ như là あげます, cho tặng này, かします, cho vay mượn này, かけます, là viết này, hay là電話をかけます, gọi điện thoại này, hay là教えます, là dạy, và送ります, là tặng. Được chưa?送ります có thể là tặng hay là cũng có thể là gửi. Đó. Tiếp theo, đó là cái việc ai đó làm gì đó cho mình. Nhá, ai đó làm gì đó cho mình. Thì ở đây mình sẽ có cái cách nói đó là Dare ni hoặc là Dare kara nanyo vemasu ka? Đúng không? Cái cách nói, cái câu nói của nó sẽ là danh từ một ni hoặc là kara, danh từ hai o vemasu. Còn câu hỏi thì mình sẽ thêm cá ở đằng sau, dịch là ai đó làm gì đó cho mình. Được chưa? Một số những cái động từ thường sử dụng của nó như động từ moraimasu là nhận, karimasu là mượn và naraimasu là học. Ví dụ mình sẽ có như là watashi wa haha ni shatsu wo moraimasu. Tôi nhận được chiếc áo sơ mi từ mẹ. Hay tôi nhận được hoa từ người yêu. Đúng không? Watashi wa koibito ni hana wo moraimasu. Hay là moraimashita, tôi đã nhận được hoa từ người yêu chẳng hạn. Đó, được chưa nào? Rồi, tiếp theo một cách nói nữa đó là ai đó tặng cái gì đó cho tôi, đúng không? Ai đó tặng cho tôi cái gì? Về bản chất thì nghĩa nó sẽ tương tự với cái mẫu câu ở bên trên, đó là cái dạng ai đó làm gì đó cho mình. Nhưng mà cái trợ từ đi với người thực hiện hành động ở đây nó đã có sự thay đổi. Mọi người để ý vừa nãy nó là gì ạ? Người thực hiện hành động đi với trợ từ nhí, đúng không mọi người? Những cái động từ như là moraimasu, karimasu, naraimasu. Ở bên trên chúng ta thấy là haha, người mẹ, hoặc là vừa nãy là koibito là người yêu đang đi với trợ từ nhí. Nhưng ở đây, người thực hiện hành động đã đi với trợ từ gá hoặc là quá, chứ không phải là nhí nữa. Thì mọi người để ý vào cái này nhá. Vậy thì cái mẫu câu nó cũng sẽ tương tự, mình sẽ thay động từ. Động từ ở đây sẽ là động từ kuremasu, kureru. Đó, và trợ từ đi với người thực hiện hành động cũng thay đổi, nó là trợ từ gá hoặc cũng có thể thay thế bằng và nhá. Ví dụ ở đây mình nhìn thấy là anh sang ga kono enpitsu wo kuremashita. Chị anh đã tặng cho tôi. Được chưa? Tiếp theo, một cách nói về việc là mình đã làm gì đó rồi sẽ là mowemashita. Mowemashita. Ví dụ như là tôi đã ăn sáng rồi, đúng không? Mo asago hango tabemashita. Đấy, câu hỏi sẽ thêm cá đằng sau. Mo asago hango tabemashita ka? Đó. Rồi. Tiếp theo sẽ là một dạng một loại từ nữa mà chúng ta cũng cần phải làm quen trong tiếng Nhật. Đó chính là tính từ. Tính từ. Chúng ta đã làm quen qua với danh từ ở những cái mẫu câu cơ bản, hay là động từ ở những cái bài nói về cái việc là làm gì ở đâu, đi đến đâu, về như thế nào, các thứ, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với tính từ mọi người nhé. Tính từ ở trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có hai loại tính từ, đó là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Thế nào?
Tính từ đuôi y thì sẽ là những tính từ có đuôi tận cùng là y. Ví dụ như là chi sái, ô kỳ, hay là kawaii, yasashi, isogashi, vân vân, rất nhiều. Đó. Tiếp theo, tính từ đuôi na là những từ có đuôi tận cùng là na. Ở trong giáo trình của các bạn thì thường khi ghi một tính từ ra thì người ta sẽ mở ngoặc ở bên cạnh là có na. Thì đấy là tính từ đuôi na. Còn những cái nào mà không mở ngoặc là có na thì những cái đấy là tính từ đuôi y. Mọi người cứ hiểu như thế nhá. Ví dụ như là có một số tính từ đuôi na như là handsome na. Đẹp trai ấy, đúng không? Shinsetsu na, thân thiết, thân thiện. Hả? Shizuka na là cái sự yên tĩnh. Ngoài ra ngoài ra có một số trường hợp đặc biệt mà đuôi của nó mặc dù là y, đúng không? Nhưng mà thực ra nó là tính từ đuôi na. Đấy. Tức là những cái từ như là từ kide, đúng không? Thì cuối của nó là y ấy. Nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy là người ta sẽ mở ngoặc thêm đằng sau có chữ na nữa. Đấy là những tính từ đuôi na mọi người nhá. Kide na. Đó, hay là cái từ kirai. Kirai là ghét. Kide là xinh đẹp. Kirai là ghét nhá. Kirai nó cũng là y đấy đúng không, nhưng mà thực ra là kirai na, nó là tính từ đuôi na mọi người ạ. Nên là để ý những cái đó, được chưa? Chủ để ý những trường hợp đặc biệt đấy. À, đối với tính từ thì chúng ta cũng sẽ có những cái dạng câu khẳng định hay là câu phủ định, tương tự như là cái mẫu câu khẳng định đầu tiên mà chúng ta đã học đối với danh từ như là watashi wa hin desu, watashi wa Vietnamese jin desu. Thì tương tự ở đây cũng như vậy nhá. Mẫu câu của nó vẫn là danh từ vác. Bây giờ không phải là danh từ des nữa mà là danh từ một, à danh từ vác tính từ des. Đó, ví dụ như là Watashi wa kawaii desu. Đó, đúng nào. Hay là Nihongo wa kantan desu. Tiếng Nhật thì đơn giản chẳng hạn. Đấy, à là cái chiếc điện thoại này thì đắt tiền. Kono ketai denwa wa takai desu. Đó, thì mình sẽ thay vì là danh từ thì bây giờ mình sẽ đổi nó thành tính từ mà thôi, đúng chưa nào? Tương tự đối với dạng câu phủ định. Câu phủ định thì mình sẽ phải chia ra làm hai dạng, nó không còn giống như là danh từ nữa. Đối với tính từ đuôi na thì nó sẽ phủ định tương tự giống với danh từ, vẫn là đuôi じゃ ありません hoặc là ではありません. Cái này không có gì thay đổi nên là rất dễ nhớ, đúng không? Nhưng đối với tính từ đuôi y khi chia phủ định thì nó đã có sự khác biệt rồi. Nó không đi với đuôi ではありません hay là じゃ ありません nữa, mà nó sẽ là bỏ y. Tính từ đuôi y bỏ y cộng với くない. Ví dụ ở đây chúng ta có là おいしい sẽ chia thành おいしくない. Hoặc là tính từ忙しい忙しくない. Hay là oki là to đúng không? Oki cự này. Đó, bỏ y đi cộng với cự này. Hay. Tiếp theo là một số những cái phó từ có thể kết hợp với những cái tính từ của chúng ta để tạo ra cái mức độ, thể hiện cái mức độ. Đầu tiên là cái từ amari. Amari là không lắm, nó sẽ đi về đuôi phủ định nhé. Amari là nhấn nhít này, không lắm, không mấy. Ví dụ như là その山は低いですか? Một dạng câu hỏi, hỏi đã đúng không? À cái ngọn núi đó thấp à? Nó thấp à? Nó không cao à? Thì câu trả lời sẽ là いいえ、あまり低くないです. À không, không thấp lắm. Nó không thấp lắm đâu. Đúng chưa? Đấy, thì mình sẽ có auto là あまり cộng với tính từ chia về đuôi phủ định. Nhá. Hay là cái cách dùng thứ hai đối với cái phó từ đó là とても, dịch là rất. Hoặc là suồng xã hơn, trong tiếng Việt của mình có vãi, có kinh các thứ chẳng hạn đúng không? Thì tiếng Nhật mình có thể sử dụng những cái từ với cái mức độ nó suồng xã như là mệt chậm, hay là chỗ, hay là すげ. Đó. Ví dụ đây là 彼女はとても可愛いです. À, cô ấy thì rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Hay là cái món ăn này thì rất là ngon. この料理は超美味しいです. Chô ôi xì des. À, vô cùng ngon, ngon kinh khủng luôn. Kiểu vậy. Nhá.
Hay. Hoặc là những tính từ bổ nghĩa cho danh từ, tức là cái cách dùng của tính từ ấy, mình có thể sử dụng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Khi mà tính từ bổ nghĩa cho danh từ thì nó sẽ đứng trước danh từ, mọi người nhé. Tính từ sẽ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đó. À, ví dụ chúng ta có ở đây 富士山 wa takai yama desu. À, núi Phú Sĩ là ngọn núi cao. Takai yama, ngọn núi cao. Được chưa? Hay là số 2, 인상 wa busaiku na hito desu. Busaiku na hito desu. Busaiku là xấu, là không đẹp trai. Thì nó là tính từ đuôi na đúng không? Thì nó sẽ giữ nguyên na cộng với danh từ đằng sau. Thì nó sẽ là minh rằng thì là một cái người mà xấu trai. Đấy, ví dụ như vậy. Hay. Rồi, thì đó là một số những cái cách dùng cũng như ứng dụng của tính từ đuôi. À, của tính từ trong tiếng Nhật của chúng ta. Cách dùng cơ bản nhất chúng ta có thể ôn lại như vậy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có cách sử dụng của そして và が. そして và が. そして sẽ dịch là và nối các thông tin với nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có Vietnam 料理は美味しいです. そして安いです. Đó, được chưa? Món ăn của Việt Nam thì ngon và rẻ nữa. Đấy. Hả? Nối hai câu đơn. Hay là cái cách dùng của gà. Gà thì nó sẽ là một cái liên kết nghịch, tức là hai vế của nó sẽ có cái sự trái ngược nhau. Mình dịch là nhưng hoặc là tuy nhiên. Ví dụ như đây chúng ta có gì ạ? Nihon ryo thì wa oishii desu ga takai desu. Món ăn của Nhật Bản thì ngon đấy, thế nhưng mà đắt lắm. Đó, đúng chưa? Hai vế nó sẽ có cái sự trái ngược nhau như vậy nhá. Tiếp theo sẽ là cách sử dụng của do, donna và dore. Ok. Do thì là như thế nào. Được chưa? Donna cũng dịch là như thế nào, nhưng đằng sau donna bắt buộc phải có một danh từ. Đấy, ví dụ như là người như thế nào. Donna hito desu ka. Đúng chưa? Còn dore, dore là hỏi, là một cái từ để hỏi mang tính lựa chọn ấy. Trong rất là nhiều cái thì mình sẽ hỏi là dore, cái nào là cái ô của bạn chẳng hạn. Anata no kasa wa dore desu ka? Cái nào là cái ô của bạn? Ví dụ như vậy, hỏi trong rất là nhiều lựa chọn nhá. Thì mình sẽ cùng nhau nhìn ví dụ ở đây để cùng nhau ôn lại một chút về ba cái từ để hỏi này. Số 1, N1 thế nào? Đúng không? Thì chính là cái do đấy. N1 wa dou desu ka? Đúng không? N1 wa dou desu ka? Mình có ví dụ này, Min-san wa dou desu ka? À, Min thì như thế nào? Đấy. Thì câu trả lời là à, omoshiroi desu. Một người rất là ý là anh ấy thú vị, đúng không? Min thú vị. Đó. Còn vẫn là cái câu hỏi như vậy, nhưng mình hỏi rõ hơn. Mình sẽ sử dụng là donna. Mình không phải là hỏi là Min như thế nào nữa. Mình sẽ hỏi là Min là người như thế nào? Min-san wa donna hito desu ka? Đúng chưa? Về cái mặt ý nghĩa, tức là cái cách hỏi thì nó cũng không khác nhau là mấy. Nhưng nếu mà mình dùng cái từ để hỏi là donna ấy, nó sẽ hỏi cụ thể hơn. Khi mà hỏi donna, mình bắt buộc phải liệt kê những cái tính chất các thứ ra. Đó, liệt kê có thể là sâu hơn chẳng hạn, tức là hỏi một cách chi tiết hơn ấy. Được chưa? Còn về cái mặt trả lời thì dĩ nhiên là người ta hỏi như thế nào hay hỏi là người như thế nào thì mình chỉ cần hỏi nói về cái tính chất của người ta là được. Câu trả lời của mình vẫn có thể là omoshiroi hito desu, đúng không? Hoặc là cái câu hỏi thứ ba là cái nào đấy. Cái này không hỏi về người nhá, thường là sẽ hỏi về đồ vật thôi. Min-san no kabang, kabang wa dore desu ka? Ý là cái cặp của Min là cái nào vậy? Đó. Thì mình có thể chỉ ano kabang desu là cặp kia kìa, hoặc là cái cặp màu xanh kia kìa. Ví dụ như vậy. Đấy. Tiếp theo, ở đây chúng ta có một cái phần giới thiệu qua cho các bạn về động từ thể từ điển, là cái dạng động từ nguyên dạng. Thì cái dạng này các bạn có thể xem qua trước, ôn qua trước để có thể tra từ điển một cách dễ dàng hơn. Hoặc là trong văn nói thường ngày thì chúng ta thường là sẽ sử dụng cái dạng thể từ điển này nhiều hơn một chút. Đó. Còn cái cách chia cụ thể thì cái dạng thể từ điển này nó sẽ nằm ở bài 18 mọi người nhé. Ở đây mọi người có thể nhìn qua một chút, đó là động từ thể mát sự của chúng ta là dạng thể lịch sự. Thì quay sang thể vế đự sẽ là dạng thể từ điển. Thể từ điển là những cái thể mà nó sẽ là thể ngắn và sẽ sử dụng để tra từ điển.
và sử dụng trong văn nói hàng ngày rất là nhiều, cách nói xuồng xã. Khi mà chia bất cứ một cái động từ sang cái thể gì thì chăng nữa thì chúng ta việc đầu tiên là cần phải xác định xem nó thuộc động từ nhóm nào, đúng chưa nào? Nó thuộc động từ nhóm nào? Thì ở trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có 3 nhóm động từ, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 là những cái nhóm động từ đứng trước mắt sự thuộc cột y. Iki, ri, ni, bi, hi, vân vân. Như là ikimasu, kakimasu, yobimasu, đúng không? Đó. Hay là nhóm động từ thứ hai. Nhóm động từ thứ hai là nhóm động từ đứng trước mắt sự thuộc cột e. Như là tabemasu, oshiemasu, misemasu, vân vân. Ngoài ra thì ở nhóm 2 chúng ta còn có một số những động từ đặc biệt. Mặc dù là đứng trước mắt sự thuộc cột y nhưng vẫn là động từ nhóm 2. Thì đấy mới gọi là những động từ đặc biệt. Như là thức dậy này, okimasu, tắm này, abimasu, đúng không? Hay là kimasu, kimasu với nghĩa là mặc ấy. Mặc ấy, nó sẽ là thuộc nhóm 2. Shinjimasu, mimasu, vân vân. Hay là orimasu. Đó, rất là nhiều đúng không? Khoảng hơn chục động từ gì đó mà mình có thể nhớ. Còn nhóm 3 thì rất là đơn giản. Nhóm 3 thì mình có hai động từ chính thôi, đó là động từ shimasu. Shimasu với nghĩa là làm. Và những cái danh động từ cộng với shimasu nữa như là benkyou shimasu, renshu shimasu, sentaku shimasu, vân vân thì nó đều là động từ nhóm 3. Và thứ hai, cái động từ thứ hai nữa là động từ kimasu, với nghĩa là đến, đi đến á. Đó thì nó cũng sẽ thuộc nhóm 3 nhá. Ok. Đó thì đối với động từ nhóm 1, chúng ta sẽ chia từ hàng i sang hàng ư và bỏ masu đi thì chúng ta sẽ được là một cái động từ ở thể nguyên dạng, thể từ điển. Như là ikimasu, đúng không? Thì mình chuyển thành iku. Đó. Kakimasu thành kaku. Kaimasu thành kau. Vân vân. Được chưa? Cứ từ cột y chuyển sang cột ư là được. Còn nhóm 2 rất là đơn giản. Nhóm 2 lúc nào cũng chỉ bỏ masu đi rồi cộng với du là được. Miru, taberu, oshieru, miseru, vân vân. Và nhóm 3 thì có hai động từ chính thôi, shimasu thành suru và kimasu thành kuru. Rất là đơn giản nhá. Thì cái này chỉ là chúng ta sẽ chỉ là cùng nhau nhắc qua thôi và mọi người cũng có thể tham khảo thêm những video clip chi thể của thầy Dũng hay là của cô Thanh ở trên YouTube để có thể nhớ lại cách chia cụ thể hơn của những cái nhóm động từ này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cách dùng nữa. Đó là danh từ cộng với ga, rồi đằng sau của nó sẽ là một động từ hoặc một tính từ. Động từ tính từ ở đây sẽ là những cái động từ tính từ có giới hạn. Ví dụ như là cách dùng đầu tiên, danh từ cộng với ga và karimasu hoặc là ga arimasu. Sẽ nói về cái việc là mình hiểu cái gì đó, mình biết cái gì đó, hoặc là mình có cái đồ vật gì đó. Chưa? Ví dụ như là tôi biết tiếng Nhật. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Tôi biết tiếng Nhật, tôi biết tiếng Anh, tôi biết tiếng Việt, vân vân. Được chưa? Hay là tôi có tiền. Watashi wa okane ga arimasu. Đúng không? Tôi có tiền, tôi có điện thoại di động. Watashi wa ketai denwa ga arimasu. Kiểu như vậy. Hay là cái cách nói thứ hai đó là danh từ cộng với trợ từ ga cộng với bốn cái tính từ thích ghét kém như này. Là suki desu, thích, kirai desu, ghét, jōzu desu, giỏi và heta desu là kém. Đó. Ví dụ như là sakka ga suki desu. Tôi thích bóng đá. Tôi ghét tiếng Nhật nói nào. Nihongo ga kirai desu. Tôi giỏi tiếng Nhật nói nào. Nihongo ga jōzu desu. Đó, đúng không? Hay tôi kém máy tính à? Thì sẽ nói là pasokon ga heta desu. Đúng chưa? Đó nhá. Tiếp theo mình sẽ có cách nói là bạn thích cái danh từ đó như thế nào? Ý là bạn thích một cái danh từ như thế nào? Bạn thích người như thế nào? Bạn thích một người yêu như thế nào? Bạn thích một chiếc điện thoại như thế nào? Bạn thích một khóa học như thế nào? Vân vân, đúng không? Thì mình có thể nói là donna nanani ga ga. Khó hiểu đúng không? Mình nhìn vào ví dụ nhá. Donna nomimono ga suki desu ka? Donna nomimono ga suki desu ka? Bạn thích một món đồ uống như thế nào? Mình có thể trả lời là osake ga suki desu. Tôi thích rượu. Đấy. Hoặc là mình có thể hỏi là bạn thích một người yêu như thế nào thì hỏi như nào đấy các bạn? Donna koibito ga
ski để scott, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách nói thể hiện mức độ hoặc là số lượng. Chúng ta sẽ có một số những phó từ để thể hiện mức độ về số lượng như sau. Đó là yoku, đúng không? Yoku là rõ, là rất, là thường xuyên. Daitai là cũng là dịch là thường xuyên đấy, đúng không? Takusan là nhiều, là số lượng. Sukoshi là một chút. Amari mình vừa nãy ôn ở bên trên rồi, đi với đuôi nai, đúng không? Đi với đuôi phủ định là không lắm, không mấy. Và zenzen là hoàn toàn và cũng thường đi với đuôi nai, với nghĩa là hoàn toàn không. Chúng ta nhìn ví dụ này. Nihongo ga yoku wakarimasu. À, tôi hiểu rất rõ về tiếng Nhật, tức là tôi biết tiếng Nhật. Biết nhiều luôn ạ. Nhá. Số 2 là Nihongo ga daitai wakarimasu. Ý là tôi cũng biết đại khái về tiếng Nhật. Vậy thì cái mức độ nó có cao bằng yoku không? Không, đúng không? Cũng biết nhưng không hiểu quá rõ, mà là daitai, là đại khái thôi. Số 3 này. Biru wo takusan nomimashita. À, tôi đã uống rất là nhiều bia. Số lượng, đúng không? Số 4 này. Biru wo zenzen nomimasen deshita. À, tôi hoàn toàn không uống bia. Đúng chưa? Hoặc là mình sử dụng cái sukoshi cũng được. À, biru wo sukoshi nomimashita. À, tôi đã uống một chút bia. Đó. Vậy thì những cái phó từ này nó đều đứng trước cái động từ. Trước cái động từ chính để thể hiện cái mức độ, để thể hiện cái số lượng. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo sẽ là mẫu câu nói về nguyên nhân, lý do, vì nên, đúng không nào? Chúng ta sẽ có S1, tức là vế 1 cộng với kara, sau đó sẽ là vế 2. Chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Okane ga amari arimasen kara kamera wo kaimasen. Vì là không có nhiều tiền lắm nên tôi không mua máy ảnh. Hay là jikan ga arimasen kara sakka wo kaimasen. Vì là không có thời gian nên tôi không chơi đá bóng. Là vì không có tiền nên tôi không đi Nhật. Đó, rất là đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi liên quan đến tại sao. Vừa nãy là câu giải thích vì nên, đúng không? Bây giờ mình sẽ học đến cái câu hỏi là tại sao. Tại sao ở đây mình sẽ có từ để hỏi, đó là どうして. Hoặc một cái từ để hỏi dùng rất là nhiều khác, đó là cái từ なんで. なんで bằng với どうして cho mọi người nhé. Mọi người có thể nốt lại cái từ để hỏi này. どうして なんやに. Đấy, thì câu trả lời sẽ là vì, giống như là cách nói vừa nãy đấy, vì nên á, đúng không? Ví dụ đây chúng ta có là どうして Nihongo wo benkyou shimasu ka? Tại sao bạn lại học tiếng Nhật? Hay, ok, ở đây mọi người có thể dừng lại màn hình một chút và comment cái câu trả lời xuống bên dưới giúp mình nhá. Câu trả lời ở đây của mình sẽ là 来年 4月 ni Nihon e ikimasu kara. Vì là, đúng không? Vì là tôi sẽ đến Nhật vào tháng 4 năm sau. Đấy, được chưa nào? Vì là mình sẽ còn được có đuôi kara để giải thích là vì là như thế này, vì là như thế kia. Được chưa nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cách nói về việc là người, đồ vật gì đó có ở vị trí nào, có ở đâu. Đó. Được chưa nào? Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là ở cái địa điểm nào đó có ai. Vậy thì chúng ta sẽ có cách nói như thế nào? Chúng ta sẽ có địa điểm này đi với trợ từ nhí. Nhớ, ai đó, thứ gì đó tồn tại ở đâu đó, có ở đâu đó sẽ đi với trợ từ nhí. Địa điểm đi với trợ từ nhí này. Rồi sẽ có là danh từ, chỉ người, chỉ vật. Rồi ga cộng với imasu hoặc là arimasu. Arimasu thì nói về đồ vật. Còn imasu sẽ nói về con người hoặc là động vật. Nhớ, con người hoặc động vật sẽ dùng imasu. Vậy thì ở đây ví dụ chúng ta có là kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Hỏi về người, đúng không? Dare là từ để hỏi người mà. Đó. Ở trong lớp học thì có ai vậy? Câu trả lời là kyoshitsu ni, trợ từ nhí, đúng không? Kyoshitsu ni Thanh sensei ga imasu. À, ở trong lớp học có cô Thanh. Đó. Được chưa? Tiếp theo, cách dùng nữa. Đó là ở một địa điểm có cái gì. Vừa mình nói có cái gì, dùng trợ từ, dùng cái động từ gì đấy ạ? Arimasu, nói về đồ vật, đúng không? Arimasu. Mình có ví dụ, ở đây là tsukue no ue ni nani ga arimasu ka? À, ở trên bàn có cái gì thế? Câu trả lời là tsukue no ue ni hon ga arimasu. Ở trên bàn có quyển sách, đúng không? Quyển sách là đồ vật thì mình sẽ sử dụng là arimasu. Con người là
con người thì mình sẽ sử dụng là imas, và thêm một trường hợp đặc biệt đó là động vật mình cũng sẽ sử dụng imas nhá mọi người nhá. Hay ở đây có một cái ví dụ bổ sung, đó là nói về cái việc là có bạn gái chưa thì mình cũng sẽ có sử dụng là imas nhá. Kanojo ga imasu ka? Đó. Câu trả lời là a ie, kanojo ga imasu. À, tôi chưa có người yêu đúng không? Tiếp theo, mình sẽ có cái cách hỏi. Vừa nãy là cái cách mình trình bày là có ai đó ở đâu, có vật gì đó ở đâu, có con gì ở đâu đúng không? Tiếp theo thì sẽ là hỏi ai, con gì, cái gì, có ở đâu. Đấy, vừa nãy mình đã gộp chung rồi, con người và động vật thì sẽ sử dụng imas, còn đồ vật sẽ sử dụng arimas đúng không? Vậy thì từ để hỏi này, từ để hỏi người sẽ là dare, mình biết rồi đúng không? Vậy từ để hỏi động vật sẽ là gì? Từ để hỏi động vật sẽ là nani, nani ga imasu ka? Còn từ để hỏi đồ vật thì vẫn sẽ là nani, nhưng mà là nani ga arimasu ka? Được chưa? Mọi người hình dung ra không? Rồi, ở đây mình sẽ có cái cách nói là người này, con vật hoặc đồ vật cộng với trợ từ vá, rồi cộng với doko ni imasu ka hoặc là doko ni arimasu ka? Được chưa? Đó. Thì ví dụ như là Thanh sensei wa kyoshitsu no naka ni imasu. À, cô Thanh thì có ở trong lớp học. Người ta hỏi là à, cô Thanh thì ở đâu chẳng hạn? Thanh sensei wa doko ni imasu ka? Đúng chưa? Đấy. Hay câu hỏi bên dưới mình có là hon wa doko ni arimasu ka? Đấy. À, thì sẽ là cuốn sách này có ở đâu đúng không? Câu trả lời là kaban no naka ni arimasu. Hay người ta hỏi là con mèo ở đâu? Neko wa doko ni arimasu hay imasu ạ? Imasu ka? Đúng không? Neko wa doko ni imasu ka? Được chưa? Con mèo thì có ở đâu? Thì sẽ trả lời là à, con mèo thì ở trong gầm bàn ấy. Neko wa fukue no shita ni imasu. Ok chưa nào? Nhớ nhá, động vật mình sẽ sử dụng imasu. Tiếp theo là cái mẫu câu liệt kê. Liệt kê ya, ya, nado. Nào là cái này, nào là cái kia, vân vân. Nhá, ya ya thì dịch là, hoặc là và. Còn nado thì dịch là vân vân. Được chưa? Ví dụ như đây chúng ta sẽ có là tsukue no ue ni hon ya ketai nado arimasu. À, ở trên bàn thì có nào là sách, nào là đồng hồ, vân vân. Đấy. Thì cái ya ya này nó sẽ là những cái dạng liệt kê những cái thứ tiêu biểu. Những cái thứ tiêu biểu đồng nghĩa với cái việc là mình có rất là nhiều những thứ ở trên bàn khác nữa, nhưng mình chỉ liệt kê những cái thứ tiêu biểu ra mà thôi. Được chưa? Đấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có nói về cái số đếm. Số đếm những cái vật đúng không nào? Ví dụ ở đây chúng ta có số đếm đây là gì ạ? Satsu, là đếm sách. Tsukue no ue ni hon ga nan satsu arimasu ka? À, trên bàn có mấy quyển sách? Thì câu trả lời là tsukue no ue ni hon ga hasatsu arimasu, là có 8 quyển sách. Hay là một số những cách đếm khác như là đếm máy móc chẳng hạn. Đúng không? Đếm máy móc là mình sẽ đếm là đếm dai. Đó. Kiểu như là ví dụ bạn có mấy cái điện thoại di động? Anata wa nan dai? Đúng không? Tức là ketai denwa ga nan dai arimasu ka? Bạn có mấy chiếc điện thoại di động chẳng hạn? Đó. Thì những cái như là máy móc các thứ mình sẽ đếm là dai. Hay là đếm những cái vật thon dài như là cái bút, quả chuối ấy, những vật thon dài các thứ thì mình sẽ đếm là bông. Đúng không nào? Hay là đếm áo này mình có thể đếm là gì ạ? Những cái áo mỏng mỏng như này mình có thể đếm là mai, giống với đếm những vật mỏng nhá. Đếm là mai. Đó, đếm nhà thì đếm là ken. Đó, có rất là nhiều những cái số đếm khác nhau mọi người có thể search thêm. Nhá, có thể tra lại và ôn lại một chút những cái số đếm của chúng ta. Và có một cái số đếm mà chung chung nhất đó là cái đếm cô ấy. Cô iko ni ko san ko ấy. Đếm chung. Lúc nào không nhớ số đếm thì cứ đếm cô nhá. Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ có cách nói về việc là làm gì đó trong bao lâu. Mình sẽ có từ để hỏi là dono kurai. Dono kurai nanani vemasu ka? Đúng không? À, làm gì đó trong khoảng thời gian bao lâu. Ví dụ như là Hanoi kara Danang made bus de dono kurai chikan ga kakarimasu ka? Ý là đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng thì đi xe bus hết bao nhiêu thời gian? Câu trả lời là 8시간 그라이 kakarimasu. À, sẽ tốn khoảng chừng là 8 tiếng. Đấy.
Hoặc là câu hỏi thứ hai, 料理はどのぐらいでできますか? Ý là nấu cơm thì khoảng bao giờ thì xong, bao lâu nữa thì xong. Ý là như vậy. Đúng chưa nào? Rồi, ở đây, ở bên dưới chúng ta có một số những cái lưu ý như thế này. Nếu sau どのぐらい là động từ できます hoặc là 終わります thì khi có で thì nó sẽ là dạng hỏi về thời gian. Tức là どのぐらいでできますか? どのぐらいで終わりますか? Thì nó sẽ là chính là hỏi về việc thời, hỏi về thời gian. Bao lâu nữa thì xong, bao lâu nữa thì hoàn thành. Còn khi không có để thì nó sẽ là đang hỏi về số lượng, về mức độ. Nhá, ví dụ như là どのくらいできますか? Ý là bạn làm xong được bao nhiêu rồi? Được chưa? Chứ không phải hỏi về thời gian nữa. Được chưa nào? Mọi người hình dung ra không? Nhá, thì những cái chú ý như thế này mọi người cũng có thể lưu ý thêm. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cách nói về việc là trong khoảng thời gian bao nhiêu thì làm việc gì bao nhiêu lần. Làm việc gì bao nhiêu lần. Yeah. À, ví dụ như đây chúng ta sẽ có là 1日に3回この薬を飲みます. Tức là một ngày, đúng không? Tôi uống cái loại thuốc này 3 lần. Hoặc là một tuần tôi đi đến Dũng Mô đi 5 lần. Đấy, kiểu như thế thì nói về cái tần suất, cái số lần mình thực hiện cái hành động gì đó trong khoảng thời gian, trong một khoảng thời gian nhất định. Đấy, một tháng tôi xem phim 2 lần. 1 ヶ月に, đúng không? 2回映画を見に行きます. Kiểu như vậy. Đó. Thì mình sẽ có là cái thời gian, đúng không? Cái khoảng thời gian đi với trợ từ nhí, sau đó lần và đi với việc, đi với hành động. Được chưa? Tiếp theo, dake. À, sẽ là lượng từ dake nhá. À, mình sẽ có cách sử dụng của nó sẽ là danh từ của dake, dịch là chỉ. Chỉ có cái danh từ đó thôi. Nhá. Ví dụ như là このスーパーは野菜だけ安いです. Ý là cái siêu thị này thì chỉ có mỗi rau là rẻ thôi. Chỉ rau, đúng không? Hay là ví dụ số 2. この中に100円だけあります. À, trong túi tôi chỉ có đúng 100 yên thôi. Chỉ có 100 yên. Được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với dạng quá khứ của tính từ. À, chúng ta đã biết được dạng quá khứ của động từ rồi, đó là về ました hoặc là về ませんでした. Vậy thì dạng quá khứ của tính từ của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có tính từ đôi na. Tính từ đôi na và danh từ thì nó sẽ thường có tính chất tương tự như nhau. Chúng ta cùng nhau nhìn này. Tính từ đôi na và danh từ thì nó sẽ đều có dạng quá khứ, đó là でした. でした. Dĩ nhiên là tính từ đôi na phải bỏ na đi nhá mọi người nhá. Bỏ na đi. Chúng ta sẽ có đuôi でした. Đó, đó là dạng quá khứ khẳng định. Còn dạng quá khứ phủ định, chúng ta vẫn sẽ có tính từ đuôi na, bỏ na hoặc là danh từ cộng với じゃありませんでした hoặc là ではありませんでした. Được chưa nào? Nhá. Tính từ đuôi na và danh từ sẽ giống nhau. Sẽ giống nhau. Đấy. À, chúng ta có một ví dụ đó là 昨日の天気は雨でした. À, thời tiết hôm qua mưa. Mình không cần dịch là đã mưa. Đã là hôm qua, tức là quá khứ rồi. Tiếng Việt của mình thì mình sẽ không dịch là đã mưa. Mình chỉ cần dịch là mưa thôi, đúng không nào? Còn đối với tính từ đuôi y. Tính từ đuôi y thì nó sẽ hơi khác một chút. Nó sẽ hơi mới mẻ hơn một chút. À, đầu tiên chúng ta sẽ có dạng khẳng định đã, đúng không? Dạng quá khứ khẳng định. Đó là tính từ đuôi y, bỏ y thêm cắt. Bỏ y thêm kata. Ví dụ như là samui sẽ là samu kata. Nhớ là bỏ y nhá, samu kata. Đó. Hay là atsui là nóng chẳng hạn sẽ là atsu kata. Đó. Hay là muzukashi là khó chẳng hạn sẽ là muzukashi kata. Đó. Nhớ bỏ y đi nhá mọi người nhá. Còn trường hợp là quá khứ phủ định thì sẽ là tính từ đuôi y, bỏ y cộng với cự na katta. Cự na katta. Đó. Ví dụ như là samui vẫn là lạnh đúng không? Samui sẽ là samu cự na katta. Nóng sẽ là atsui đúng không? Atsu cự na katta. Đó. Riêng ở hai, à không phải hai, thực ra là một thôi. Cái tính từ đuôi y, là tốt ấy. Tốt mà đẹp ấy. Thì cái cách chia của nó sẽ hơi đặc biệt một chút, mọi người cần phải nhớ. Nó sẽ không chia là ikata hay là ikunakata, mà nó sẽ chuyển thành yokata
hoặc là yokunakatta nhá, yokatta hoặc là yokunakatta. Đấy, là cái này bắt buộc phải nhớ, ok chưa nào? Hãy mình có một cái ví dụ đơn giản của nó thôi. Kino suzushikatta desu. Đấy, hôm qua thì thời tiết mát mẻ, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có cách nói về sự so sánh là yori, so sánh A với B. Đấy, yori nó là cái sự so sánh hơn kém nhá, hơn kém. Thì nó hơn hay nó kém nó sẽ tùy vào cái tính từ ở đằng sau. Chúng ta sẽ có cách nói là A wa B yori hoặc là B yori zutto cộng với tính từ cộng với desu. Đó. Ví dụ đơn giản, hikoki wa baiku yori zutto hayai desu. Đấy. Tức là cái máy bay thì nhanh hơn hẳn nhá, nhanh hơn hẳn so với cái xe máy. Được chưa? Đó. Hoặc là tiếng Nhật thì khó hơn tiếng Việt. Là Nihongo wa Betonamu go yori. Khó là gì ạ? Muzukashii desu. Khó hơn. Đúng không? Đó nhá. Rồi, còn cái yori zutto thì nó sẽ nhấn mạnh hơn là hơn hẳn thôi. Bình thường yori mình dịch là hơn. Được chưa? Tiếp theo sẽ là cái sự lựa chọn A và B cái nào hơn, tức đặt ra câu hỏi để A và B thì cái nào hơn. Đấy. Thì A to B to dochira ga nanani desu ka? Câu trả lời thì có hai cách trả lời, đó là cái này thì hơn, cái kia thì hơn, hoặc là cả hai cái đều thế nào đó. Ví dụ này. Nihongo to eigo to dochira ga muzukashii desu ka? Tiếng Nhật và tiếng Anh thì cái nào khó hơn? Đấy. Câu trả lời đây là cái nào cũng khó. Dochira mo muzukashii desu. Đó, cái nào cũng khó. Còn nếu mình muốn trả lời là tiếng Nhật khó hơn thì mình trả lời như nào? Nihongo no hou ga, đúng không nào? Nihongo no hou ga muzukashii desu. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo đó là cách nói cái gì đó là nhất. Cái gì đó là nhất thì chúng ta sẽ có là danh từ cộng với no naka de, dịch là trong số cái danh từ đó. Thì e ga ichiban nanani desu. Được chưa? Ví dụ trong số các bạn của lớp tôi thì cậu ấy là người học chăm chỉ nhất. Đấy, đúng không? Hay là ở đây có ví dụ là kyoshitsu no naka de, trong lớp học nhá. Kyoshitsu no naka de dare ga 一番 kawaii desu ka? Ở trong lớp học thì ai là người dễ thương nhất? Đấy. Ví dụ câu trả lời đây sẽ là Hạnh san ga 一番 kawaii desu. Có bạn Hạnh là người dễ thương nhất đấy. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là cách nói về việc là mình muốn có cái gì đấy hoặc ngược lại là không muốn có cái gì đấy. Thì cái từ muốn ở đây mình sẽ có cái từ vựng đó là hoshi. Hoshi là một tính từ đuôi y, mọi người nhá. Nó là một tính từ đuôi y. Nên là khi mà nói về cái việc là mình không muốn, mình chia sang phủ định thôi. Là hoshiku nai. Đúng không? Hoshiku nai. Thế thôi. Đó, thì cách nói là muốn cái gì đó thì mình sẽ có là danh từ ga hoshi desu. Muốn có tiền. Okane ga hoshi desu. Muốn có người yêu. Koibito ga hoshi desu. Muốn có điện thoại. Ketai denwa ga hoshi desu. Dễ không mọi người? Đấy, trái ngược lại là không muốn chẳng hạn. Đúng không? Tôi không muốn có gì? Tôi không muốn có. Chả có gì không muốn có, cái gì cũng muốn có. Hay. Rồi, ví dụ như đây chúng ta có gì ạ? Ima watashi wa okane ga ichiban hoshii desu. Bây giờ tôi muốn có tiền nhất. Thêm ichiban vào là nhất, đúng không? Tức là cái gì mình cũng muốn nhưng mà muốn có tiền nhất. Đó. Còn có một cái chú ý, cái này mọi người có thể nhớ thêm hoặc là tạm thời chưa nhớ cũng được. Đối với cái mong muốn của ngôi thứ ba thì mình sẽ không dùng hoshi mà sẽ dùng hoshigaru hay là hoshigatteru nhá. Hoshigaru, hoshigatteru thì đây là một cái cách dùng mà đến tầm khoảng N3 thì các bạn sẽ được làm quen thêm thôi. Mọi người có thể nhớ luôn được thì càng tốt. Ví dụ muốn nói là cô ấy thì muốn có người yêu chẳng hạn, sẽ là kanojo. Kanojo đây là ngôi thứ ba đúng không? Kanojo wa koibito ga hoshigatte imasu. Cô ấy thì muốn có người yêu. Được chưa nào? Tiếp theo
Vừa nãy là muốn có thứ gì đó, muốn đạt được cái gì đấy. Còn bây giờ là muốn làm cái gì đấy, muốn làm một hành động gì đó. Thì chúng ta sẽ có cách chia của động từ, đó là động từ chia về thể tại nhá, động từ chia về thể tại. Đấy, bỏ mát sự đi cộng với tại thôi là được. Như là tabemas thành tabetai, ikimas thành ikitai, nomimas thành nomitai, vân vân. Benkyoshimasu thành benkyoshitai. Được chưa? Nó cũng có cái cách dùng nói về cái việc là muốn làm cái gì đó, đó là danh từ, đúng không? Ố hay là danh từ ga, về tay. Như kiểu là muốn ăn cơm, gohan wo tabetai. Muốn uống nước, mizu wo nomitai. Muốn học tiếng Nhật, nihongo benkyoshitai. Đó, được chưa? Thì tương tự nếu mà muốn hỏi thì mình thêm cá vào thôi. Từ để hỏi sẽ là nan, đúng không? Nanyo tabetai desu ka? Nanyo benkyoshitai desu ka? Kiểu như vậy. Hay. Ví dụ đây thì rất là đơn giản. Imane tai desu. Bây giờ tôi muốn ngủ quá. Hay là sushi ga tabetai desu. Tôi muốn ăn sushi. Nhá. Tương tự như thế thì đối với trường hợp là ngôi thứ ba, tức là chủ ngữ là ngôi thứ ba, nói về cái mong muốn ngôi thứ ba, thì mình sẽ sử dụng là veta gatteimasu. Vê tai ấy, bỏ y cộng với gatte được nhá. Tiếp theo mình sẽ đến với một mẫu câu nữa, đó là mẫu câu đi đến hoặc là về đâu đó để làm gì đó. Tức là cái cách nói này nó cụ thể hơn rồi, không phải chỉ đơn thuần là đi đâu, đến đâu, về đâu nữa, mà là đi đến về đâu đó để làm gì đó. Đầy đủ thông tin hơn đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ có danh từ một, đó là danh từ chỉ địa điểm, đi với trợ từ nhí hoặc là ế này. Đó. Cộng với động từ bỏ mát sự đi cộng với trợ từ nhí tiếp. Được chưa? Hoặc sẽ là một danh từ. Đấy. Sau đó thì cộng với ikimasu, kaerimasu hoặc là kimasu. Ví dụ Hanoi kimasu, Nihongo benkyou shimasu. Mình sẽ có hai vế như thế này, đúng không? Là tôi đi Hà Nội và tôi học tiếng Nhật. Vậy thì khi muốn ghép lại rằng thì là tôi đi lên Hà Nội để học tiếng Nhật, thì mình sẽ ghép hai câu này lại như thế nào? Thì chính là cái mẫu câu ngữ pháp này. Hanoi e, đúng không? Nihongo benkyou shi ni ikimasu. Nhớ là động từ sẽ bỏ mát sự đi cộng với nhí cộng với đi đến về, đúng không? Nihongo benkyou shi ni ikimasu. Giống như là cái cách dùng của là cái cụm từ là asobi ni ikimasu. Mọi người nhớ cái cụm từ đấy không? Nó chính là cái mẫu câu này. Đó, asobimasu, bỏ mát sự đi đấy. Asobi ni ikimasu là đi chơi á. Được chưa? Hay. Tiếp theo đó là cái từ để hỏi nơi nào đó, doko ka, hoặc là cái gì đó là nani ka. Bình thường khi người nói đã có thông tin hoặc nghĩ rằng một hành động sự việc nào đó sẽ xảy ra, thì người hỏi sẽ dùng các từ để hỏi như là nani, dare, doko hay là itsu. Tuy nhiên, khi mà mình không chắc một hành động có xảy ra hay không thì mình sẽ thêm ka vào các từ để hỏi này. Và chúng ta có hai từ để hỏi đó là doko ka hay là nani ka desu ne. Ví dụ này, ashita doko ka ikimasu ka? Ngày mai bạn đi đâu đó? Được chưa? Thì câu trả lời của mình sẽ phải trả lời cái nội dung cụ thể. Ví dụ như đây là atosho kan e ikimasu. Hoặc mình cũng có thể trả lời dưới dạng là doko mo ikimasen, tức là chúng ta không đi đâu cả. Ok chưa nào? Hay là câu hỏi khác như là nani ka tabemasu ka? Bạn ăn cái gì, cậu ăn cái gì? Đúng không? Người ta biết là mình sẽ ăn nhưng chỉ hỏi là mình ăn cái gì thôi, chứ không phải là hỏi là mình có ăn không. Được chưa? Thì mình sẽ phải trả lời là pan wo tabemasu hoặc là gohan wo tabemasu, tabemasu, ramen wo tabemasu chẳng hạn. Đấy, sẽ phải trả lời cái nội dung cụ thể nha mọi người nhé. Tiếp theo đó chính là thể T của động từ. Thể T. Rồi mọi người đã thuộc hết cái cách chia thể T chưa ạ? Đó, thì giống như là vừa rồi mình đã có nhắc rồi, đó là khi mà chia thể bất cứ cái thể nào đi chăng nữa thì mình cần phải chia được nhóm động từ. Và nhóm động từ mình cũng đã nhắc vừa nãy rồi. Đối với thể T thì mình sẽ nhắc lại một chút về cách chia, mọi người có thể ôn lại một chút nhá. Nhóm 2 và nhóm 3 thì chia rất là dễ, mình sẽ nhắc trước. Nhóm 2 chúng ta chỉ cần bỏ mát sự hay là bỏ đự đi cộng với T là xong. Đúng chưa? Bỏ cái đuôi mát sự hoặc bỏ đuôi đự đi cộng với T là xong. Như là tabemasu là tabete, mimasu mite, kimasu kite, misemasu misete, oshiemasu oshiete. Hết. Đúng không? Đấy, rất là đơn giản. Nhóm 3 thì chúng ta có hai động từ thôi. Suru chia thành shite, kuru thành kite. Hết.
Đơn giản. Chỉ có riêng cái thằng nhóm 1 là nó sẽ hơi nhiều một chút, thì chúng ta sẽ có cái cách nhớ và cái cách chia nó cụ thể. Ví dụ như là những cái đuôi đi với ichi đi, tức là đứng trước mắt sự là những cái đuôi ichi đi, thì chúng ta sẽ bỏ cái đuôi này đi cộng với ứt tệ. Ichi đi tệ. Đúng không? Chúng ta có một hẳn một cái bài hát về cái cách chia thể tê đấy. Ichi đi tệ. Tức là cái đuôi i, đuôi chi, đuôi đi sẽ bỏ đi. Bỏ luôn cả đuôi mã sự đi cộng với ứt tệ. Như là torimasu thành tốt tệ. Torimasu bỏ luôn đuôi dimasu đi cộng với ứt tệ thành tốt tệ. Đấy. Hay là ichi đúng không? Thì là tachimasu thành tat tệ. Đấy, vân vân. Ichi đi tệ. Ni bi min đệ. Đuôi ni, đuôi mi, đuôi bi sẽ bỏ ba cái đuôi này kèm với đuôi mát sự đi cộng với ân đê. Kiểu như là nomimasu thành non đê. Kiểu như vậy. Shinimasu thành shin đê. Được chưa? Hay là tiếp theo mình sẽ có là suru chia thành shite. Đấy, cái suru ở nhóm 1 và nhóm 3 thì đều giống nhau, đều chia thành shite đúng không? Hay là cái đuôi ki. Ki thành ite và gi thành ide. Có một trường hợp đặc biệt ở đây. Đó là cái trường hợp động từ ikimasu. Ikimasu. Ikimasu là đuôi ki đúng không? Ki đứng đứng trước mắt sự là ki, nó không chỉ chia thành ide được. Nó không chia thành ite được đúng không? Mà nó sẽ chia trực tiếp thành ite. Ite. Ikimasu thành ite. Đó, thì đấy là trường hợp đặc biệt mà mình có thể ôn lại nhé. Rồi. Và một số mẫu câu đi kèm với cái thể T này thì chúng ta sẽ có một số mẫu câu như sau. Đầu tiên, VT kudasai. Động từ chia về thể T cộng với kudasai là một cái dạng mệnh lệnh yêu cầu. Hãy làm gì đó đi, hãy làm hành động V đi. Như là sumimasen ga aircon wo tsukete kudasai. Xin lỗi, hãy bật điều hòa lên đi. Đứng dậy đi, tatte kudasai. Ăn đi, tabete kudasai. Đúng không? Hay là mẫu câu thứ hai, VT imasu. Nó là cái dạng tiếp diễn của động từ, tức là đang làm hành động V, như là đang học chẳng hạn, benkyo shite imasu, đang nghe chẳng hạn, kite imasu, đang ăn chẳng hạn, tabete imasu, đúng chưa? Hay. Ở đây chúng ta có ví dụ là musume wa nani o shite masu ka, ý là đứa con gái đúng không? Con gái đang làm gì thế? Ima nete imasu. Bây giờ đang ngủ á. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một mẫu câu. Mẫu câu đây là cái mẫu câu về masho cả, nó không phải là thể T nhé. Về masho cả. Cái masho cả ở đây thì nó sẽ là một cái mẫu câu sử dụng để bản thân mình đưa ra cái yêu cầu, đưa ra cái đề nghị mình sẽ giúp người ta. Kiểu như là mado akemasho cả, để tôi mở cửa ra cho nhé. Hay là tớ cho cậu mượn tiền nhé. お金を貸しましょうか。Hay tớ cầm đồ cho cậu nhé. 荷物を持ちましょうか。Đó. Mình tự đề nghị giúp người ta. Được chưa nào? Tiếp theo, mẫu câu về te mo i des. Tức là động từ chia về te cộng với mo i des là làm v cũng được. Làm v cũng cũng xong, cũng ok. Còn đối với câu hỏi sẽ là về temo i desu ka? Tôi làm V có được không? Tôi làm V có được không? Đó. Dĩ nhiên là đã hỏi thì phải có trả lời đúng không? Trả lời thì mình sẽ có trường hợp là đồng ý và không đồng ý. Đồng ý sẽ là hay i desu yo. Còn không đồng ý sẽ là ie ikemasen. Không, không được đâu. Đấy. Thì mình sẽ xem ví dụ này. Sumimasen ga saki ni kaette mo ii desu ka? Em xin lỗi, nhưng mà em có thể về trước được không ạ? Đấy, đúng không? Câu trả lời đầu tiên, ii desu yo. Được, em về đi. Đấy. Tiếp theo. Kono soup ni sato irete mo ii desu. Ý là em bỏ đường vào cái món súp này cũng được. Còn chúng ta có một cái lưu ý về cái thể lịch sự hơn của cái mẫu câu vete mo ii desu, đó chính là vete mo yoroshii desu. Yoroshii desu ka? Đấy nhá. Cái yoroshii desu nó chính là lịch sự hơn của dạng i desu. Chứ nào? Hay là một cách nói khác của vetemo i desu nó sẽ là cái cách nói vetemo kamaimasen. Temo kamaimasen, làm v cũng được. Mấy cách nào này là đều giống nhau, mọi người có thể nhớ thêm.
nhá, những cách nói nó lịch sự hơn một chút. Tiếp theo là cái dạng VTIMAS. À, VTIMAS là những cái cách dùng mở rộng hơn so với cái VTIMAS vừa rồi thôi nhá. Thì đầu tiên nó sẽ thể hiện một cái hành động, một cái hành động nào đó đã diễn ra trong quá khứ và hiện tại cái kết quả của nó vẫn còn đang tồn tại đến bây giờ. Đấy, đã xảy ra trong quá khứ rồi nhưng mà vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ. Được chưa? Ví dụ như là 私は Hà Nội に住んでいます. À, tôi sống ở Hà Nội. Tức là từ trước đến giờ tôi đã sống ở Hà Nội rồi và bây giờ tôi vẫn đang sống ở Hà Nội. Được chưa? Thứ hai, nó còn được sử dụng để biểu thị những tập quán, những thói quen, những hành động được lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Ví dụ, 林さんは FPT 会社で働いています. Chị Linh thì đang làm việc tại công ty FPT. Tức là chị Linh thì làm việc công ty FPT từ lâu rồi và bây giờ vẫn thế. Nó là một cái thói quen, những cái hành động lặp đi lặp lại rồi. Được chưa? Tức là không ở mãi ở cái công ty đấy nhưng mà làm việc suốt ở đó, đi đi về về liên tục, kiểu như thế nhá. Tiếp theo mình sẽ có mẫu câu nữa là nói về cái việc mình cấm không được phép làm gì đấy. Đó là VT wa ikemasen. Động từ vẫn chia về thể T đúng không? Chia về thể T cộng với wa ikemasen, không được làm gì đó. Đó. Thì ví dụ như là 教室で tabako を吸ってはいけません. Tức là cấm không được hút thuốc lá trong lớp học, trong phòng học. Hay là ví dụ số 2, まだ子供ですからお酒を飲んではいけません. Vì vẫn còn là trẻ con nên là cấm không được uống rượu. Được chưa? Tiếp theo, đó chính là mẫu câu liệt kê các hành động. V1 chia về thể T này, rồi V2 chia về thể T này, rồi nhanh nhanh nhị về mas. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn liệt kê là sáng nay tôi thức dậy lúc mấy giờ, sau đó tôi làm gì, sau đó tôi làm gì, sau đó tôi làm gì. Đó thì chúng ta sẽ có là akesa jogging をして shower を浴びて学校へ行きました. Đó, buổi sáng tôi đã chạy bộ thể dục này, sau đó tôi tắm này và tôi đi đến trường. Đúng chưa? Cái thể của một câu, cái thì của một câu nó sẽ được xác định bởi động từ cuối cùng ở trong câu. Nên là chúng ta chỉ cần chia duy nhất động từ cuối trong câu sang thể quá khứ thôi thì tất cả những hành động ở trong cái câu đấy nó đều là ở quá khứ nhá, chứ không cần động từ nào cũng chia về quá khứ mọi người nhá. Hay là ví dụ số 2, 昨日の晩友達と食事して映画を見てそれから家に帰りました。À, tối hôm qua tôi đã ăn tối cùng với bạn, rồi tôi xem TV, tôi xem phim, sau đó thì trở về nhà. Được chưa? Nhớ là những hành động này nó sẽ được liệt kê theo thứ tự thời gian. Cái nào làm trước liệt kê trước, cái nào làm sau liệt kê sau. Nhớ, để sau này khi mà gặp những cái mẫu câu khác nữa thì chúng ta sẽ có những cái sự phân biệt nhất định. Tiếp theo chúng ta sẽ có dạng liệt kê nhưng mà sẽ là liệt kê tính từ. Vừa nãy chúng ta đã liệt kê những hành động rồi thì bây giờ chúng ta sẽ liệt kê những cái tính chất. Đối với tính từ đuôi y, khi mà liệt kê tức là nối với nhau chúng ta sẽ bỏ y thêm cự tệ. Tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na thêm đế. Danh từ thì nó sẽ có tính chất tương tự như tính từ đuôi na và chúng ta sẽ thêm đế vào nó nhé. Ví dụ như đây chúng ta sẽ có là 私の部屋は広くて綺麗です. À, căn phòng của tôi thì rộng và sạch đẹp. Đấy, thì cái tính từ đuôi y ở đây khi mà chúng ta nối chúng ta sẽ bỏ y thêm cự t đúng không nào? Hay là ví dụ số 2, Linh san no uchi wa okikute atarashii desu. À, nhà của Linh thì to và mới. Khi mà đã liệt kê thì thường là chúng ta sẽ liệt kê những cái tính chất nó tương đồng với nhau. Nhá, tại vì nó dịch là và mà. Dịch là và nên là các tính chất liệt kê phải tương đồng với nhau. Đã là to, đẹp rồi thì phải tất cả những cái tính chất liệt kê sau đó phải đều phải là khen hết. Còn đã là chê thì phải là chê hết luôn, chứ không thể nào mà cái trước chê cái sau khen được, nó sẽ rất là vô lý. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái mẫu câu thể hiện cái thứ tự hành động, cái nào làm trước cái nào sau. Đó là vete kara vemas. Tức là sau khi làm V1 thì sẽ làm V2. Ví dụ như là kesa gohan o tabete kara gakko ni ikimashita. À, sáng nay thì sau khi ăn cơm sáng tôi đã đi đến trường. Đấy, tức là sau khi làm V1 thì làm V2. Được chưa? Sau khi đánh răng xong thì tôi ăn sáng chẳng hạn. Sau khi học tiếng Nhật xong thì tôi đi Nhật chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì nó sẽ thể hiện cái thứ tự hành động. Tiếp theo,
Cách nói miêu tả đặc điểm và tính chất của sự vật, chúng ta có danh từ 1, và danh từ 2, ga, tính từ, des. Ví dụ như là hương sang va kami ga nagai des. À, hương thì có mái tóc dài. Hay là Hanoi va tabemono ga oishikute yasui des. À, Hanoi thì có đồ ăn ngon và rẻ. Nhớ, được chưa nào? Tiếp theo, đó là cách nói về việc làm như thế nào. Cái từ để hỏi này mình đã từng học trước đó rồi, trong cái bài nói về việc di chuyển là đi như thế nào, đúng chưa? Thì tương tự như thế, ở đây mình vẫn gặp lại nó với cách sử dụng là làm như thế nào. Doyatte nanyani vemasu ka? Ví dụ này, doyatte gakkou e ikimashita ka? À, bạn đã đi đến trường như thế nào vậy? À, câu trả lời là vasude ikimashita. Đúng chưa? À, tôi đã đến trường bằng xe bus đấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ để hỏi dono. Dono đằng sau no bắt buộc phải là một danh từ, đúng chưa nào? Thì sẽ hỏi là cái danh từ nào? Danh từ nào? Hoa-san wa dono hito desu ka? Hoa-san là người nào vậy? Đúng không? Trong số những người ở đây, xếp hàng ở đây, những người đứng ở đây, rất là nhiều người, thì người bạn ấy muốn hỏi là à, trong số những người này thì ai là Hoa-san? Hoa-san là người nào? Tương ứng như vậy, mọi người có nhớ cái từ để hỏi hỏi vật đúng không ạ? Nếu mà có rất là nhiều đồ đạc ở đây và muốn hỏi là cái nào là cái ô của bạn ấy, cái từ để hỏi đấy là từ để hỏi nào, các bạn nhớ không? Hai, dore đúng không? Dore. Rồi, nhớ nhá. Rồi, câu trả lời cho cái câu hỏi chị Hoa là người nào, thì mình có thể sử dụng cái mẫu câu liệt kê các tính chất của chị ấy. Chị ấy là người có mái tóc dài, chị ấy là người có khuôn mặt trắng trẻo đúng không? Thì mình có thể trả lời là gì đấy? À, kami ga nagakute se ga takai hito desu. À, chị ấy là cái người mà có mái tóc dài và dáng cao ấy. Ok chưa? Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có dạng động từ thể phủ định. Thể phủ định, đó là thể nai ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ có dạng là vemasen, chúng ta học ở bài 4 rồi. Và khi mà chia sang cái dạng phủ định thể ngắn ấy, thể ngắn nhá. Phủ định chúng ta biết rồi, nhưng mà thể ngắn của dạng phủ định thì nó sẽ là venai, venai. Cách chia của nó thì chúng ta vẫn chia theo từng nhóm đúng không? Nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 thì chúng ta sẽ chuyển từ hàng ư, từ về đư ý cự ấy, sang hàng a rồi cộng với nại. Ví dụ như là ý cự chuyển thành y ca đúng không? Cư thành ca mà. Y ca cộng với nại, y ca này. Hay là ca cự thành ca ca đúng không? Ca ca này. Đó, vân vân. Hay là nhóm 2 thì chúng ta đơn giản bỏ mỗi đuôi mắt sự, bỏ mỗi đuôi đự cộng với nai thôi. Bê đự thành tha bê này, mi đự thành mi này, đúng không? Oki đự thành oki này, ki đự thành ki này, hết. Nhóm 3 thì chúng ta có hai động từ, sư đự chia thành si này, ku đự chia thành ko này. Đây là cái trường hợp mọi người hay nhầm nhất, đó là cái động từ ku đự, rất là hay chia thành ku này luôn. Hay là ki này, đúng không? Có ai đến giờ vẫn còn nhầm cái cách chia thể phủ định, thể ngắn phủ định của cái động từ cư đựng đúng không ạ? Chia thành cô này mọi người nhớ, cô này. Rồi. Vậy thì những cái mẫu câu có sử dụng cái V9 này chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên đó là V9 này cộng với đế cư đa sải. V9 đế cư đa sải. Ngắn hơn nữa sẽ là V9 đế. Đúng không? V9 đế. Thì nó sẽ là đừng làm gì đó, xin đừng, hãy đừng làm hành động V. Ví dụ là 今元気ですから心配しないでください. À, bây giờ tôi đang rất khỏe, đừng có lo lắng gì cả. Hoặc là ngắn gọn hơn sẽ là 心配しないで. 心配しないで, cậu đừng lo lắng. Đúng không? Nhá. Hay là mẫu câu tiếp theo. Về này nhá, bỏ y đi. À, thành なければなりません. なければなりません. Hoặc là về này tốt ý kê này, một trong hai cách nói đều được. Dịch là phải làm gì đó. Cái đuôi này hơi dài một chút, mọi người cố gắng luyện nhiều một chút nhé. Về na kê để bà na di ma sen này và về nai tôi kê này đều được. Ví dụ chúng ta có đây là byoki desu kara kusuri o nomana kê để bà na di ma sen. À, vì bị ốm nên là tôi phải uống thuốc. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có mẫu câu về na kute mo i desu. Ở cái thể T chúng ta đã có mẫu câu là gì ạ? VT mỗi y des là làm V cũng được. Vậy thì trái ngược với nó đây sẽ là V nak te mỗi y des là không cần làm V cũng được. Được chưa?
thì chúng ta sẽ có ví dụ như là ashita konakutei desu. Konakutemo ii desu. Ngày mai cũng không cần đến đâu. Không cần đến cũng được. Đúng chưa? Hay là các bạn không cần phải làm bài tập cũng được. Câu này có thích không? Shukudai o shinakutemo ii desu. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có cái mẫu câu một cách nói là eva ba chấm ba chấm. Và nó hơi bị ai mai một chút thì chúng ta nhìn ở ví dụ cho nó dễ nhá. Koko ni kuruma o tomenai de kurasai. Là vui lòng hay là xin đừng đậu xe ở đây, đừng đỗ xe ô tô ở đây. Thì chúng ta sẽ có cách trả lời là kuruma wa koko ni tomenai de kurasai. Đó, kuruma wa koko ni tomenai de kurasai. Tức là cái e và ở đây nó đang là cái gì ạ? Tức là người ta đang đảo ấy, đảo cái tân ngữ đây chính là cái kuruma. Vốn dĩ nó là đứng trước trợ từ ố, nó đóng vai trò là một tân ngữ, nhưng khi nó đảo lên trước đóng vai trò làm chủ ngữ của câu thì nó sẽ không đi với trợ từ ố nữa mà nó đi với trợ từ vá. Thì người ta đang nhấn mạnh vào cái kuruma này. Được chưa nào? Đó, còn ý nghĩa tương tự như câu trên, nhấn mạnh hơn vào cái kuruma mà thôi. Được chưa nào? Thì nó là một cái cách dùng khác hơn thôi, chứ không tính là một mẫu câu ngữ pháp mới mẻ gì cả, nên là mọi người có thể gọi là biết thêm cách dùng này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái mẫu câu là danh từ chỉ thời gian đi với trợ từ đi với cái ma đế nhỉ, là làm gì đó trước cái thời điểm nào đó. Tức là cái thời điểm đó sẽ là hạn chót để chúng ta làm cái hành động gì đó. Ví dụ, reporto wa goshi made ni okuranakereba narimasen. Tức là bạn phải nộp báo cáo trước 5 giờ, tức là đến 5 giờ là bạn phải nộp, sau 5 giờ là không được. Đấy, 5 giờ sẽ là cái hạn chót, hạn cuối cùng để bạn nộp. Ý là như thế nhá. Thì cái ma đế nhí này nó sẽ bao hàm cái thời gian 5 giờ kia, chứ không phải là 5 giờ kém 5 phút là bạn phải nộp đâu. Đến 5 giờ là phải nộp. Hoặc là gì nhỉ? Trước ngày mai, mình sẽ dịch là trước thôi, nhưng mà bạn nó sẽ bao gồm cái thời gian đấy. Kiểu như là ashita made ni reporto okuranakereba narimasen. Tức là cho đến ngày mai, để mình dịch thế cho nó sát, cho đến ngày mai thì bạn phải nộp cái báo cáo cho tôi. Tức là trong ngày mai, nó sẽ bao gồm cái thời gian đấy luôn, chứ không phải là dịch là trước ngày mai thì nó sẽ phải là nộp trong hôm nay đâu. Nhá mọi người nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái mẫu câu thể hiện cái khả năng mình làm được cái gì đó. Có thể là danh từ cộng với dekimasu hoặc là veru koto ga dekimasu nhá. Danh từ dekimasu hoặc là veru koto ga dekimasu. Ví dụ như là khi mà đi với động từ thì động từ sẽ chia về thế đự, đúng không? Như là okane o harau koto ga dekimasu. À, tôi có thể trả tiền. Hay là tôi có thể nói tiếng Nhật. Nihongo hanasu koto ga dekimasu. Chia về thế đự nhá. Còn đối với trường hợp mà mình dùng danh từ ấy, thì mình có thể đi kèm trực tiếp với ga dekimasu luôn. Như là watashi wa unten ga dekimasu. À, tôi có thể lái xe. Đấy. À, cái mình có một cái lưu ý này là mình có thể thêm các phó từ bổ sung nghĩa cho việc chỉ khả năng đến đâu nhá. Là mình biết nhiều hay biết ít, như là skoshi. Là chotto, daitai, zenzen, yoku, amari. Đó, như kiểu skoshi dekimasu, kiểu thế. Skoshi hanasemasu, hanasemasu là nếu bổ thì khả năng mất rồi, đúng không? Đó. Đấy, tiếp theo. Shumi, chính là nói về sở thích của mình. Sở thích của mình. Shumi wa nan desu ka? Ý là sở thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? Mọi người có thể comment xuống dưới đây sở thích của các bạn nhé. Shumi thì mình sẽ sử dụng chính cái, mình sẽ sử dụng cách nói là shumi wa danh từ desu hoặc là veru koto desu. Ví dụ như là watashi no shumi wa dokusho desu, là đọc sách. Nó là một danh từ, mình đi luôn với desu nhá. Hoặc là watashi no shumi wa eiga o miru koto desu, chia thành veru koto. Được chưa nào? Một trong hai cách đều được. Tiếp theo chúng ta sẽ có mẫu câu là mẫu câu mae ni. Cái này thì chắc chắn là dịch là trước rồi. Trước nhá. Trước khi làm V đằng trước thì mình sẽ làm cái gì đấy. V1 chia về thể đự này, hoặc là danh từ no này, hoặc là lượng từ chỉ thời gian nhá, cộng với mae ni. Sau đó đằng sau sẽ là V2. Mình dịch là trước khi làm V1 thì mình sẽ làm V2. Đầu tiên là cái trường hợp đi với động từ. Chúng ta sẽ có là mai bang neru mae ni ongaku o kite imasu.
Hàng tối trước khi đi ngủ tôi thường nghe nhạc. Được chưa? Về đự mài nhí đúng không? Trường hợp thứ hai là kết hợp với danh từ, chúng ta sẽ kết hợp với trợ từ nộ. Testo no mae ni fukushu shinakereba narimasen. Có nghĩa là trước bài kiểm tra đúng không? Thì chúng ta sẽ phải ôn tập lại chẳng hạn. Trường hợp thứ ba là đi với lượng từ chỉ thời gian, chỉ khoảng thời gian. 3 năm 前 ni Nihon ni kimashita. Tức là tôi đã đến Nhật vào 3 năm trước. Đó là bạn mai nhỉ nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có cách sử dụng của nakanaka. Nakanaka đi với đuôi na nhá, luôn luôn đi với đuôi na. À, đấy là giới hạn ở N5 thôi, còn khi mà học đến cái level cao hơn tầm khoảng N2, N1 thì mình sẽ có những cách dùng khác của nakanaka mà nó không đi với đuôi na. Thì sau này mọi người sẽ học thêm. Ví dụ như là nakanaka nihongo ga jōzu jarimasen. Tức là mãi mà không giỏi tiếng Nhật. Đúng không? Tiếng Nhật mãi mà không giỏi. Thế nào? Tiếp theo chúng ta có cách dùng của từ zehi. Zehi có hai cách dùng. Zehi đi với đuôi te kudasai hoặc là zehi đi với đuôi vetai desu. À, khi mà đuôi đi với đuôi vete kudasai thì nó sẽ dịch là nhất định hãy làm gì đó. Đúng không? Ví dụ như là zehi watashi no uchi ni kite kudasai, nhất định hãy đến nhà tớ chơi nhé. Còn trường hợp thứ hai là zehi đi với vetai desu là thể hiện cái mong muốn rất là to lớn, là rất muốn thế nào đấy. Ví dụ zehi Nihon e ryoko shitai desu. Tôi rất muốn đi du lịch Nhật Bản. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có thể mashita, chia về thể ngắn sẽ là thể ta. Nhá, thể ngắn sẽ là thể ta. À, thì đối với thể ta nhá, thể ta thì mọi người hãy nhớ là nó sẽ bằng hoàn toàn với cách chia của thể t. Thay vì t thì mình đổi nó thành ta thôi. Đấy, dễ hiểu không ạ? Đấy. À, thể t chia nào thì thể ta chia y chỉ thế. Thay thằng t bằng thằng ta là được. Ok. À, về các mẫu câu liên quan đến thể tà thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên, về tà koto ga arimasu, đúng không? Hoặc là về tà koto ga arimasen. Thì nó sẽ sử dụng để nói về cái kinh nghiệm mình đã từng làm gì đó hoặc chưa từng. Ví dụ, watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. À, tôi đã từng ăn sushi. Tôi đã từng đi Nhật. Tôi đã từng kết hôn. Tôi đã từng có người yêu. Vân vân, đúng không? Thì đó là cái kinh nghiệm mình đã từng hoặc chưa từng làm gì đó. Tôi chưa từng đi Nhật, tôi chưa từng học tiếng Nhật, tôi chưa từng gặp cô ấy, vân vân. Hay là mẫu câu tiếp theo là một dạng mẫu câu liệt kê hành động về tadi shimasu. Thì tại sao lúc trước mình lại phân biệt cho các bạn cái mẫu câu VT, nó lại là những cái liệt kê về theo liệt kê những hành động theo đúng thứ tự thời gian, cái nào xảy ra trước liệt kê trước, cái nào xảy ra sau liệt kê sau. Đó chính là tại vì bây giờ mình lại gặp mẫu câu liệt kê về hành động tiếp theo nữa, đúng không? Bây giờ vẫn là liệt kê hành động, nhưng cái tadi này nó sẽ không phải là liệt kê, tức là không cần thiết phải liệt kê hành động theo thứ tự thời gian. Nó chỉ mang tính chất là liệt kê những hành động tiêu biểu mà thôi. Nhá. Và thường nó sẽ liệt kê khoảng 2 đến 3 hành động là cùng, chứ người ta không liệt kê quá nhiều đâu. Còn cái VT kia mình có thể liệt kê rất là dài ngắn tùy. Được chưa? Đó, thì ví dụ ở đây chúng ta có gì ạ? Hong san wa kesa pasokon o không phải pasokon. Pan o tabetari, ocha o nondari shimashita. Nondari shimashita. Nhớ là đuôi bắt buộc phải có shimashita nhá. Chứ không kết thúc bằng tadi đâu, không kết thúc bằng hành động tadi nhá. Thì ở đây là Hong san thì sáng nay ăn bánh mì này, rồi uống trà này, vân vân. Tức là bạn ấy có thực hiện rất là nhiều hành động khác. Nhưng hai hành động tiêu biểu nhất của bạn chính là ăn bánh mì và uống trà. Như nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có cách nói về cái việc biến đổi trạng thái. Tức là cái cách chia của tính từ đấy, tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Biến đổi từ cái này thành cái kia. Tính từ đuôi y sẽ bỏ y cộng với cự narimasu. Narimasu là trở nên, trở thành mà, đúng không? Còn tính từ đuôi na sẽ bỏ na thêm nhí cộng với narimasu. Còn danh từ thì cộng với nhí narimasu nhé. Danh từ lúc nào cũng có tính chất tương đồng với tính từ đuôi na. Cái này nhắc rất là nhiều rồi. Ví dụ, mình có thể lấy một vài ví dụ ở đây cho các bạn ôn lại. Ví dụ tính từ đuôi y như là samu thì sẽ là bỏ y đúng không? Cộng với cự narimasu. Samu cự narimasu. Được chưa? Hay là từ bận rộn là isogashi. Isogashi cự narimasu. Đấy. Còn tính từ đuôi na thì có thể ví dụ như là tính từ kire chẳng hạn.
Kire ni narimasu. Cái này không bỏ y nhá, nó là tính từ đôi na, đừng bỏ y đi nhá mọi người nhá. Kire ni narimasu. Hay là yume nổi tiếng đúng không? Yume ni narimasu. Yume cũng là tính từ đôi na nha mọi người nhá. Rồi, ở đây mình có ví dụ như là mo genki ni narimashita. À, tôi đã khỏe rồi, tôi đã khỏe mạnh lên rồi. Được chưa? Biến đổi trạng thái đấy. Từ ốm yếu trở nên khỏe mạnh thì nó sử dụng cái narimasu này. Hay là ví dụ số 2. Kino wa atsukatta desu ga, kyou wa suzushiku narimashita ne. Hôm qua thì trời nóng bức đấy, nhưng hôm nay thì đã trở nên mát mẻ rồi nhỉ. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái thể thường. Tức là cái cách nói ngắn gọn ở trong tiếng Nhật. Thì chúng ta sẽ có một số những cái bảng ở trên màn hình. Mọi người có thể theo dõi để chúng ta xem là cái sự biến đổi từ thể lịch sự sang thể thường có sự khác nhau như thế nào nhá. Đầu tiên đối với động từ, thể lịch sự của chúng ta thì có 4 dạng. Masu là dạng hiện tại tương lai, masen là dạng phủ định ở thể hiện tại tương lai, shita là dạng quá khứ khẳng định, quá khứ khẳng định đúng không? Masen de shita là quá khứ phủ định. Đó, tương ứng với nó chuyển sang thể thông thường chúng ta sẽ có veru, masu thành đự, masen thành nai, mashita thành veta và masen de shita thành nakatta. Được chưa nào? Hai. Tiếp theo sang tính từ đuôi y chúng ta sẽ có thể lịch sự, chúng ta sẽ có y, tức là để nguyên tính từ đuôi y cộng với desu. Ví dụ như là takai desu, isogashi desu. Đúng chưa? Còn chuyển sang thể thông thường chúng ta bỏ mỗi desu đi thôi là được. Bỏ mỗi desu đi thôi. Tiếp theo đối với dạng phủ định. Phủ định ở hiện tại tương lai ấy, thì nó sẽ là tính từ đuôi y, bỏ y, thêm cự nai, desu đúng không? Nó vẫn có đuôi desu tại nó lịch sự mà. Như là takai thành takakunai desu. Đúng không? Takakunai desu. Nhưng chuyển sang thể thông thường thì nó sẽ chỉ là takakunai thôi, không có desu nữa. Tức là tất cả cái thể lịch sự của tính từ đuôi y nó vẫn chuyển sang thể thông thường, nó vẫn y nguyên, chỉ là nó bỏ đuôi desu thôi. Rất đơn giản, đúng chưa? Tiếp theo là quá khứ khẳng định là kata, thì kata desu thì chuyển sang thể thông thường sẽ là kata. Quá khứ phủ định là kunakata desu sẽ chuyển sang thể thông thường là kunakata. Rất đơn giản, bỏ mỗi desu là xong nhá. Tiếp theo đối với tính từ đuôi na và danh từ thì mình sẽ gộp chung với nhau. Desu thì nó sẽ chuyển thành da, như là kire desu thành kire da, yume desu yume da. Đó, được chưa? Hay là ja arimasen là dạng thể phủ định đúng không? Như là kire ja arimasen thành kire janai. Hay là deshita thì chuyển thành datta, kire deshita thành kire datta, yume deshita yume datta. Tương tự như thế, ja arimasen deshita thì chuyển thành janakatta, kire ja arimasen deshita thành kire janakatta. Được chưa? Ok, thì mọi người có thể theo dõi lại những cái bảng như thế này. Sau đó thì mình sẽ ôn lại một chút, chia lại một số những cái tính từ, một số những cái động từ thì mình có thể nhớ lại những cái tính chất của nó nhá. Thì về cơ bản trong văn nói thì các bạn sẽ sử dụng nhiều những cái thể ngắn, những cái thể ngắn. Rồi, ở đây thì một số những cái cách sử dụng các dạng câu hỏi trong giao tiếp và trong hội thoại thường ngày. Thì khi mà hỏi, trước giờ chúng ta học thì chúng ta hỏi, chúng ta sẽ phải thêm cái từ để hỏi, đó là cá. Cá ở cuối câu. Ikura desu ka? Doushite desu ka? Vân vân, đúng không? Còn khi mà nói một cách xuồng xã trong văn nói ấy, người ta sẽ thường là bỏ cái đuôi cá đây đi, người ta không dùng cá nữa. Mà người ta có hai cách hỏi. Một là người ta bỏ trực tiếp cái đuôi cá và lên giọng ở cuối câu. Ví dụ mọi người nhìn thấy ở động từ nhé, cái bảng động từ nhé. Mình sẽ có động từ iku. Mình muốn hỏi là ikimasu ka? Thì mình sẽ hỏi thành iku. Iku. Đúng không? Cái chữ cự ở đằng sau nó sẽ lên giọng. Thay vì cái desu ka thì mình sẽ lên giọng ở cái từ cuối ở trong cái từ vựng đó. Iku. Đó, mọi người có thể luyện lại một chút nhé. Iku. Đó. Hay là cái động từ ikanai, đúng không? Bình thường mình sẽ hỏi là ikimasen ka? Nhưng khi mà mình muốn nói nó ở dạng ngắn hơn thì nó sẽ là ikanai. Ikanai. Đó. Hay là ikitakunai. Cũng không muốn đi à? Hay là itta. Itta. Ô, cậu đi rồi à? Đúng chưa? Nhớ là phải lên giọng ở cuối câu mọi người nhá.
Tương tự đối với tính từ đuôi y và tính từ đuôi na nó cũng như vậy. Sám ơi, hay là sám mức cửa này, có không lạnh à? Hay là sám mức cắt tá, có cậu lạnh á? Tương tự như thế đúng không? Sám mức na cắt tá, có cậu không lạnh à? Tương tự như với tính từ đuôi na và danh từ nhá, chúng ta có 기대, 기대잖아, 기대だった, 기대じゃなかった. Tiếp theo chúng ta có một danh từ, và khi muốn đặt câu hỏi với danh từ chúng ta cũng sẽ lên giọng ở cuối câu như bình thường mọi người nhé. Ví dụ chúng ta có danh từ Nihonjin, thì khi hỏi chúng ta sẽ hỏi là Nihonjin, hoặc phủ định sẽ là Nihonjinじゃない. Tiếp theo Nihonjinだった, và cuối cùng Nihonjinじゃなかった. Và có một có những cái lưu ý khi mà sử dụng thể thường thì mình cũng có thể lưu ý này. Trong cách nói thông thường thì thường là các cái trợ từ của chúng ta sẽ được lược bỏ đi. Cái trợ từ của chúng ta sẽ được bỏ đi như là trợ từ ố này, trợ từ quá này, trợ từ gá này. Khi mà câu đã rõ nghĩa rồi chúng ta có thể lược bỏ. Nhớ là câu đã rõ nghĩa rồi chúng ta mới được lược bỏ nhá. Như kiểu là gohan tabenai no? Không cần ố đúng không? Bình thường là gohan o tabemasu đúng không? Đây là gohan tabenai no? Ông ăn cơm à? Đó. Lưu ý thứ hai, có một số trợ từ thì mình sẽ tuyệt nhiên không được phép loại bỏ đi bởi vì nó sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu, như là những trợ từ nhí này, trợ từ đế này, nói về cái việc là mình thực hiện hành động ở đâu rồi, mình thực hiện hành động bằng cái phương pháp phương tiện gì, ai là người làm hành động ấy, mình bỏ đi thì nó sẽ không rõ nghĩa nữa đúng không? Đó, ví dụ như đây mình có câu là mai nichi basu de iku, hàng ngày thì mình đi bằng xe bus. Nếu mà mình nói là mai nichi basu iku thì nó sẽ rất là khó hiểu đúng không? Dĩ nhiên là nếu mà là hai người đã hiểu nhau rồi và trong một cái câu chuyện, trong một tình huống nhất định nào rồi thì mình nói có thể là người ta vẫn hiểu, nhưng mà nó sẽ không rõ nghĩa nhá mọi người nhá, sẽ có thể bị hiểu nhầm, được chưa? Tiếp theo mình có cách dùng của kedo. Kedo là nhưng, nó giống với ga, desu sự ga nhá, nó thể hiện hai cái vế có cái ý nghĩa có sự trái ngược nhau. Ví dụ như là kono ryōri oishi, đúng không? Oishi. Câu trả lời là karai kedo oishi. Ừ, cay đấy nhưng mà ngon, đúng không? Bạn đầu tiên bảo là cái món ăn này ngon, bạn thứ hai bảo là cay nhưng mà ngon, được chưa? Tiếp theo mình có một mẫu câu nữa, đó là to omoimasu. To omoimasu, cách chia thì có thể chia động từ về thể đự, thể ta, thể nai, tính từ động từ chia về thể tai tức là muốn làm đấy, hay là tính từ đây y, rồi tính từ đây y bỏ y thêm cự nai, tính từ đây na thêm đà, danh từ thêm đà, cũng với to omoimasu, rất là nhiều cái kết hợp khác nhau. Mình sẽ dịch là tôi nghĩ là, tôi thấy là. Ví dụ Nihonjin wa yoku hataraku to omoimasu. À, tôi nghĩ là người Nhật Bản thì làm việc rất là chăm chỉ, rất là nhiều. Hay là computer wa yaku ni tatsu to omoimasu. À, tôi nghĩ là máy tính thì nó hữu ích, nó có ích. Hay là một cái ví dụ khác, Vietnam no daigakusei wa anmari benkyou shinai to omoimasu. À, tôi nghĩ là sinh viên Việt Nam thì không học nhiều, thì là không chịu học lắm ấy. Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái mẫu câu, đó là nói về cái việc là ai đó đã nói gì đấy, truyền đạt một cái thông tin ấy, ai đó nói gì đó thì sẽ là nanyani to imasu, hoặc là to imashita. Câu hỏi sẽ là to imashita ka, imasu ka. Ví dụ đây là dekakeru toki ittekimasu to imasu, tức là khi đi ra khỏi nhà thì mình sẽ nói là ittekimasu, đúng không? Đó. Tiếp theo mình có một cách nói, một cái mẫu câu nữa, đó là desho. Desho, xác nhận nhé, xác nhận thông tin xem là có phải như vậy không. Thì cách kết hợp nó cũng rất là đa dạng, các bạn có thể tham khảo trên màn hình, chúng ta cùng nhau tham khảo ví dụ thôi này. An san wa osake o nomu desho? An có uống rượu nhỉ? Mình xác nhận. Đấy, mình đã nắm được một phần thông tin nhất định nào rồi và mình xác nhận là cậu có uống rượu nhỉ? Hay là sensei wa kirei desho? Cô giáo xinh nhỉ? Tức là bản thân mình đã có ý kiến ở trong đấy là cô xinh rồi, mình muốn xác nhận thêm với người khác xem người ta có ý kiến tương tự như vậy, có tán thành hay không. Tiếp theo, kyo wa nichiyobi desho? Hôm nay chủ nhật nhỉ? Hôm nay chủ nhật phải không nhỉ? Tức là mình đã có một chút cái đánh giá là hình như hôm nay chủ nhật rồi,
và mình hỏi thêm người khác để xác nhận xem nó có chính xác không. Được chưa nào? Tiếp theo, nói về việc là có một cái gì đó diễn ra hay là xảy ra tại đâu đó thì chúng ta sẽ có là địa điểm đi với trợ từ đế cộng với danh từ gác arimas, như kiểu là có một cái lễ hội nào đó tại đâu đó ấy. Ví dụ, Hanoi de Vietnam to Thai no soccer shiai ga arimas. Tức là tại Hà Nội sẽ diễn ra một trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan. Đó thì chính là cái trận đấu bóng đá được tổ chức, được diễn ra tại địa điểm nào đó thì sẽ đi với trợ từ đế. Đúng chưa? Hay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cách nói về cái việc là đây là một cái danh từ như thế nào. Và cụ thể thì chúng ta sẽ cùng nhau xem ba cái cách dùng của nó ở đây cho mọi để có thể dễ hình dung hơn nhá. Số 1, nói về cái việc đây là một cái đồ vật như thế nào. Thì chúng ta sẽ có nói cái cách dùng là これ は. Rồi động từ chỉ về để thường cộng với danh từ です. Ví dụ này, これは chan san ga katta kaban desu. À, đây là cái túi mà chị Trang đã mua. Thực ra thì đây nó là một đây là cái bài 22 ấy mọi người. Bài định ngữ ấy. Đúng không? Bài định ngữ chính là cái dạng mà tính từ mà danh từ mà động từ, chủ yếu là động từ nhá. Bài này chủ yếu là động từ. Động từ sẽ chia về thể thường rồi cộng với một danh từ ở đằng sau để bổ nghĩa cho cái danh từ đấy. Ví dụ cái cụm mà nó đang bổ nghĩa đây chính là cái ka bang, không phải, cái katta. Động từ chia về thể thường đó là katta cộng với ka bang, katta ka bang, cái cặp đã mua. Đúng không? Đấy. Hay là ở cái ví dụ số 2 là ここはタバコを吸うところです. Là cái nơi hút thuốc. 吸うところ. Đúng không? Động từ chia về để thường cộng một cái danh từ nào đấy. Đó. Đây là cái nơi để hút thuốc lá. Hay là số 3. Thái sản は電話をかけてる人です. Anh Thái là người đang gọi điện thoại. Thì cái cụm mà 電話をかけている nó chính là cái cụm đang bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau. Danh từ chỉ người. Được chưa? Danh từ chỉ người. Đấy, thì mọi người hãy hình dung rằng thì là trước đây mình đã học là danh từ bổ nghĩa cho danh từ là danh từ 1 nô danh từ 2, đúng không? Tiếp theo, tính từ bổ nghĩa cho danh từ thì sẽ là tính từ đuôi y để nguyên, tính từ đuôi na thì thế vẫn cũng để nguyên na cộng với một danh từ, tức là nó sẽ đặt đằng trước danh từ đó để bổ nghĩa cho danh từ. Đấy là tính từ, đúng không? Và tương tự như thế, khi một động từ bổ nghĩa cho một danh từ thì nó sẽ chia hết về thể thường. Nó chia hết về thể thường. Như là về đự, về nai, về na cả tả. Về tả. Đấy, rồi cộng với cái danh từ đó thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau đấy. Được chưa nào? Đó, thì ở đây chúng ta có các cụm như là katakabang này, sự tokoro này, hay là denwa o kaketeru hito này. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có cái mẫu câu động từ chứ về để thường cộng với danh từ bạn nhà nhị desu. Nói về cái việc là người này làm cái này là, người đang làm cái này là ai á. Ví dụ, ano megane o kaketeru hito wa Yamada-san desu. Cái người mà đang đeo kính kia là anh Yamada. Thì nó vẫn sử dụng cái cách nói là động từ bổ nghĩa cho danh từ ấy. Đúng không? Là megane o kakete iru hito. Cái cụm megane o kakete iru nó chính là cái cụm bổ nghĩa cho cái người kia. Cái người như thế nào ạ? À, cái người đang đeo kính. Đúng không? Cái người đang đeo kính ấy. Được rồi. Vậy thì cái người đang đeo kính kia là anh Yamada-san đấy. Tiếp theo, một cái cách nói sử dụng làm mệnh đề phụ trong câu. Chúng ta có cái ví dụ như là Watashi ga yu kotoba o kaete kudasai. Hãy viết những cái từ mà tôi sẽ đọc nhé. Watashi ga yu kotoba o kaete kudasai. Thì chúng ta sẽ có động từ chia về thể thường này, rồi cộng với danh từ o hoặc là ga nenyanyi desu. Thì đây chính là như động từ chia về thể thường, như nói, đúng không? Kotoba. Đấy, động từ chia về thể thường cộng với danh từ mà. Sau đó là ố, gá, sau đó sau sẽ là một động từ gì đấy. Kaite kudasai đấy. Được chưa? Hãy viết những cái từ mà tôi sẽ đọc. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với mẫu câu ngữ pháp thể hiện cái việc là mình có hay là không có thời gian này, cuộc hẹn này, việc bận này, hay là có tiền. Thì các bạn có thể nhìn vào cái cách kết hợp chúng ta có đây là gì ạ? Động từ chia về thể thông thường, sau đó cộng với các từ vựng như là 時間, 約束, 用事 và お金. Sau đó sẽ cộng với đuôi là が, ある hoặc là ない. Thể hiện cái việc là có hay là không có, đúng không nào? Chúng ta nhìn ví dụ nhá. Đầu tiên này, 私は中国語を勉強する.
Jikan ga de, tức là tôi có thời gian, đúng không? Tôi có thời gian học tiếng Trung. Đó. Hay là ở ví dụ số 2 mọi người có thể nhìn thấy là 私は寝る時間がありません. Tức là tôi không có thời gian để ngủ. Đấy. Hay là tương tự mọi người muốn nói một số những câu như là tôi không có tiền để mua ô tô, à, hay là tôi có tiền để mua mua máy tính chẳng hạn, vân vân, thì cũng có thể sử dụng cách nói này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mẫu câu cũng rất là quen thuộc nữa, đó là mẫu câu toki. À, toki thì chúng ta sẽ dịch là khi hay là lúc gì đó thì ba chấm, đúng không ạ? Về cách kết hợp, chúng ta có thể kết hợp với rất là nhiều các dạng động từ tính từ khác nhau, như là động từ chia về thể đự này, về này này, hoặc là về tả, hoặc là tính từ đuôi y, tính từ đuôi na, danh từ nộ cộng trực tiếp với toki nhá. Chúng ta nhìn ví dụ. Hon o yomu toki megane o kakemasu. Tức là khi mà đọc sách thì tôi sẽ đeo kính, đúng không? Đó, hay là những câu như là khi mà rảnh rỗi thì tôi sẽ đọc sách này, khi buồn thì tôi sẽ xem phim này chẳng hạn. Đó, thì mình có thể sử dụng mẫu câu toki, được chưa nào? Đấy. Ở bên dưới thì chúng ta thấy là cũng có một cái cách nói, một cách sử dụng bổ sung nữa của toki. Đó là về được cộng với toki, mình vẫn dịch là khi về thì thế nào đó. Đó, mọi người nhìn ví dụ nhá. Neru toki oyasumi to imasu. Có nghĩa là gì ạ? Khi ngủ thì tôi sẽ nói là oyasumi, tức là nói là gì ạ? Chúc ngủ ngon, đúng không? Đó. Tiếp theo là mẫu câu veru to. Động từ chia về thể từ điển là veru cộng với tố, đúng không nào? Nó sẽ có cách dịch là hễ thế nào đó thì, hễ về thì thế nào đó, hay là cứ về thì sẽ thế nào đấy. Đó. Ở về sau của mình, ở cái đuôi về sau thì nó sẽ thường là những cái sự thật hiển nhiên mọi người nhé. Chúng ta nhìn ví dụ này. Haru ni naru to sakura ga sakimasu. Tức là hễ mà đến mùa xuân hoặc là cứ đến mùa xuân thì hoa anh đào sẽ nở. Thì cái kết quả hoa anh đào nở kia nó là một cái sự thật hiển nhiên. Ok chưa? Hay. Tiếp theo, mẫu câu danh từ chỉ địa điểm cộng với trợ từ o, sau đó sẽ là một động từ di chuyển. Dịch là đi qua N, làm hành động gì đó qua N, qua địa điểm N, đúng nào? Ví dụ, koen o sanpo shimasu, tức là đi bộ qua công viên. Đó, làm hành động V qua địa điểm N nhá. Và một mẫu câu nữa cũng rất là quen thuộc mà chúng ta đã học ở bài 7. Đó là cái việc mình cho, mình tặng ai đó cái gì đấy, hoặc là người khác cho, người khác tặng mình cái gì, một cái gì đó. Và đến đây thì chúng ta có thêm một cái cách nói khác bổ sung cũng tương tự giống với moraimasu, đó chính là kuremasu. Đều thể hiện cái việc là người khác sẽ cho mình hoặc là mình nhận cái gì đó từ người khác nhá. Thì chúng ta sẽ có cái cách nói đó là cái người thực hiện hành động ấy, tức cái người mà cho chúng ta cái gì đó ấy, sẽ đi với trợ từ gá hoặc là quá. Quá hoặc gá đều được nhá. Sau đó cộng với watashi ni, cho mình mà, thì cái watashi ni này có cũng được, không có cũng được. Rồi, đồ vật này cộng với trợ từ o, sau đó cộng với động từ kuremasu, hoặc là lịch sự hơn sẽ là kudasaimasu. Đấy, dịch thì sẽ là ai đó cho tôi, ai đó tặng tôi cái gì đấy nhá. Ví dụ, sensei ga watashi ni okane o kuremashita. À, cô giáo thì cho tôi tiền. Được chưa? Hay. Tương tự với những cách nói về việc là ai đó cho mình hoặc là mình cho ai đó cái gì đấy, thì mình có thể kết hợp thêm động từ vào đấy để thể hiện cái việc rằng là mình làm hành động cho người ta hoặc người ta làm hành động gì đó cho mình. Khi này thì mình sẽ kết hợp động từ chia về thể te, sau đó cộng với các mẫu câu tương ứng như là moraimasu, kuremasu, hoặc cũng có thể là agemasu. Được chưa? Mình tổng kết lại một chút nhé. Về te kuremasu thì sẽ là người khác làm gì đó cho mình. Bằng với nó sẽ là về te moraimasu, cũng là cái việc người khác làm gì đó cho mình. Nhưng cái trợ từ đi với cái người thực hiện hành động sẽ khác nhau. Được chưa? Cái này vừa nãy mình đã có nói rồi, mình sẽ không nhắc lại nữa nhá. Còn đối với mẫu câu là về te agemasu thì nó sẽ là mình làm gì đó cho người khác. Ok chưa? Nhìn ví dụ này. Số 1, vete agemasu, đúng không nào? Watashi wa tomodachi ni kasa o kashite agemashita. Tức là
tôi đã cho bạn mượn ô. Bạn ở đây là bạn bè á, nhá. Số 2 là cái việc mình nhận, tức là ai đó làm cho mình một hành động gì đó, mình nhận hành động từ người ta, đúng không? Watashi wa Hwa-san ni ballpen o kashite moraimashita. Là tôi đã được chị Hoa cho mượn cái bút. Bút ở đây là bút bi, đúng không nào? Đó. Hay là ở cách dùng thứ 3 là VT kuremas, là cũng là ai đó làm gì đó cho mình, đúng không? Ví dụ Chan-san ga hon o kashite kuremas, là chị Trang cho tôi mượn sách. Đó, ok. Hay, tiếp theo là cách dùng của tara. Tara thì chính là cái cách mà chúng ta chia động từ, tính từ, danh từ về tả, về quá khứ, sau đó cộng với đà. Được chưa nào? Mình sẽ dịch cái cách dùng đầu tiên của nó là nếu hoặc là giả sử thế này thì sẽ có kết quả như thế nào đó. Ví dụ này, 病気 になったら病院へ行きます. Tức là nếu mà bị ốm thì mình sẽ đi viện. Hoặc là nếu mà có tiền thì tôi sẽ mua máy tính, tôi sẽ mua điện thoại các thứ chẳng hạn. Thì về trước mình sẽ đưa ra một trường hợp giả định, đúng không nào? Và về sau thì nó sẽ là một cái kết quả. Đó. Và cái cách dùng thứ hai của tara ở ngay phía bên dưới, mọi người có thể nhìn thấy. Mẫu câu này thì sẽ chỉ đi với động từ thôi. Chúng ta sẽ có veta cộng với đa thành vetara, đúng không nào? Cách dịch thì sẽ là sau khi làm hành động V thì sau đó sẽ có một hành động khác. Nó sẽ nói về thứ tự thực hiện hành động nhé. Ví dụ này, 仕事が終わったらカラオケに行きます. Là sau khi kết thúc công việc thì thì đi hát karaoke, đúng không nào? Rồi, và cuối cùng đó là mẫu câu demo hoặc là demo. Đây cũng là mẫu câu cuối cùng trong chương trình của chúng ta rồi nhá. Chúng ta sẽ có cách kết hợp đó là động từ chia về thể te, sau đó cộng với mo. Ngoài ra thì cũng có thể là tính từ đuôi y, bỏ y thêm cử te, hoặc là danh từ, hoặc là tính từ đuôi na, bỏ na thêm de. Được chưa? Dịch thì sẽ dịch là cho dù là, hoặc là mặc dù là như thế. Ví dụ này, いくら勉強しても上手になりません. Là dù là có học bao nhiêu thì cũng chẳng giỏi lên được. Đó. Cái ikura ở đằng trước thì nó là một cái từ chuyên dùng để đi xếp tụ, tức là cặp với cái mẫu câu tê mố và đế mố này. Có cũng được, không có cũng được nhá. Cái ikura bỏ vào chỉ là để nhấn mạnh hơn thôi, không có cũng không thay đổi ý nghĩa của câu. Ok chưa nào? Hay, vậy là video tổng hợp ngữ pháp N5 của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip lần sau nhé. Bye bye!